Chương 141, Bắc Thượng Lúc đêm khuya Thang sơn dưới chân dân phu đinh dậu doanh, hỏa đầu quân sở thuộc trong trướng bồng, tiếng ngáy rung trời. Trần Mộc nằm ở cổng ổ rơm bên trên, hai mắt trừng mắt lều vải đỉnh xuất thần. Hắn bảy lần luyện hình, giác quan nhạy cảm, đối với hắn mà nói, cái này ngáy âm thanh cùng xét đánh không có khác nhau. Rất muốn có đỉnh trướng bồng của mình. Đáng tiếc, đây là đinh dậu doanh tối cao trưởng quan khúc trưởng mới có đãi ngộ, những người khác tại trong lều vải gạt ra. Hỏa đầu quân 10 người, tất cả đều ở nơi này trong trướng bồng, bao quát hắn vị kia thất thúc. Ông ông ông. Phiền lòng con mũi lại tại bên tai bay múa. Suy. Một vệt ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tụ lý kiếm. An tĩnh. Trần một con mắt nhắm lại, tỉ mỉ vuốt ve tay trái vòng sắt. Vòng sắt bên trong đo có cái cây kim lỗ nhỏ, ngón tay bụng bên trên rõ ràng truyền đến lõm xúc cảm. Hắn dùng ngũ quỷ khói đen thăm dò qua, phía sau là một vần quanh vòng sắt nhỏ bé không gian. Hắn nghĩ tới trung niên nhân khắc vòng sắt thao tác. Khi không chỉ là khắc thân phận số hiệu, cũng ở đây mở ra xào huyệt, thả ra hát tuyến. Trần một ánh mắt rơi vào ngũ quỷ túi. Một cái phong bế ngăn chứa bên trong. Một cây bàn chân dài, cộng tóc phẩm chất đen nhánh sợi tơ lẳng lặng nằm ở trên ván gỗ. Hà chữ nhỏ người giấy liền ngồi sổng ở sợi tơ bên cạnh, không nhúc nhích nhìn chầm chầm hát tuyến. Bạch. Một đầu cá sống xuất hiện. Sư. Sợi tơ tự như mũi tên, nháy mắt đâm vào cá sống thể nội. Cá sống lập tức kịch liệt giãy dụa. Sau một khắc, một viên màu đen vòng sắc xuất hiện ở cá sống bên cạnh mới vừa rồi còn toàn thân có giật cá sống lập tức bình tĩnh trở lại vòng sắt quả nhiên có thể hạn chế hát tuyến trần mộc giật mình trước đó mấy lần khảo thí hát tuyến chui vào cá sống thể nội chớp mắt là có thể đem một đầu cá sống hút thành cá khô hát tuyến ban sơ chỉ có ngón trỏ dài mấy chục đầu cá sống bị hút khô bây giờ chiều dài đã có thể so với bàn chân vòng sắt đã là sào huyệt cũng là cương khóa trần mộc hiểu rõ nếu là mất đi vòng sắt, người sống chẳng phải là muốn bị cấp tốc hút khô. Nghĩ tới đây đồ vật hơi kém ghim vào trong cơ thể mình, Trần Mộc liền không nhịn được đánh cái rùng mình. Không đúng. Người không có khả năng một khắc không ngừng đeo vòng sắt, luôn có ngoại ý muốn lấy xuống thời điểm. Vì cái gì không có xuất hiện ly kỳ tử vong sự kiện. Trần Mộc không hiểu. Đại khái còn có cái khác điều khiển cơ chế. Trần Mộc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Thang Sơn Quân đã dám dùng loại nguy hiểm này đồ vật làm khống chế thủ đoạn. Tất nhiên đã có đầy đủ phương án. Không nghĩ đến, đi ngủ. Trần Mộc mở mắt ra. Khói đen tràn ngập, vô sắc vô vị bản mê thần khói tại trong trướng bồng khuếch tán. Từng cái siêu siêu vẹo vẹo ngủ được cực kỳ càng rỡ hỏa đầu quân, ngay lập tức sẽ toàn thân chấn động, chợt liền tự chủ xoay người điều chỉnh tư thế nằm, hô hấp trở nên càng phát ra nhẹ nhàng, chớp mắt lâm vào thư thích nhất ngủ say. Trong trướng bồng lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh. Không ngủng công ta phí hết tâm tư ba lần cải tiến mê thần khói. Móc ra vô vị khu trùng hương, xuất ra điều hòa không khí định hồn cọc, trần mộc khoan thai hai mắt nhắm lại. Thật nghĩ có cái trướng bồng của mình à. Phần khê bờ sông, bên rừng cây nhỏ. Lượng lờ khói bếp phiêu đẳng. Ngươi làm cá nướng ăn ngon thật. Xanh biết váy áo cô nương cười hì hì nói. Ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền bớt ăn một chút. Ta còn không ăn đâu. Trong lòng nhã rảnh, trên mặt lại tự nhiên cúi đầu, mặt đỏ, e lệ cười tam liên, thỏa thỏa một hương thổ ngượng ngùng thanh niên sau đó lắp ba lắp bắp thấp giọng nói, tốt. Ăn ngon ngươi liền, nhiều. Ăn nhiều một chút. Ha ha. Xanh biết váy áo cô nương có nhiều hứng thú nhìn chầm chầm trần mộc, cười càng phát ra vui vẻ. Cười cười cười. Cười cái rắm. Cũng không sợ bị xương cá kẹp lại. Trần Mộc nói thầm trong lòng, trên mặt không chút nào không hiện, Trần Cù chăm chỉ cá nướng. Ta có phải hay không không nên soát ra trù nghệ kỹ năng này. Làm sao đến chỗ nào đều muốn cho người nấu cơm. Ta không muốn làm đầu bếp a. À? Người nấu cơm ăn ngon như vậy, nếu không, ta đem ngươi điều đến trên núi đi nấu cơm cho ta a. À? xanh biết váy áo cô nương cười tủm tỉm. Trần Mộc giật mình trong lòng. Bạch gia tiểu thư có thế tự do xuất nhập thang sơn quân, thân phận đặc thù. Bản thân một cái nông thôn tiểu tử, được mời đi đơn độc nấu cơm cho nàng. Thật muốn đi, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Vậy hắn ẩn tàng ẩn núp, còn không phải khoảnh khắc chơi xong. Trần Mộc lúng túng nửa ngày, chất phát e lệ nói, ta không xứng. Là không dám a. À xanh biết váy áo cô nương cười tủng tỉm. Ta mẹ nó đương nhiên không dám. Vạn nhất bị người phát giác thể nội không có hát tuyến, kia không xong con bê sao. Ta sợ người lạ. Trần Mộc một mặt ngượng ngùng vào đầu đạo. Hắc hắc. Xanh biết váy áo cô nương cười càng phát ra vui vẻ. Phanh. Một đầu răng nanh lộ ra ngoài, đầy người bóng loáng lông đen nhị sư huynh ngã tại Trần Mộc trước mặt. Phiền toái hùng tráng thân ảnh dùng thư hùng khó phân biệt trung tính thanh âm bình tĩnh nói. Biết rõ làm phiền ngươi còn bắt. Trần Mộc đầy mặt tươi cười nói, một chút đều không phiền phức. Ha! Xanh biết cô nương ống tay áo che mặt, eo đều muốn cười công. Sau bữa ăn, Trần Mộc cẩn thận từng ly từng tí đưa ra cáo từ. Xanh biết váy áo cô nương cười gật đầu cho qua. Đại quân ít ngày nữa lên đường, có người hạch nghiệm thân phận, mang tốt vòng sắt hùng tráng nữ hán tử thản nhiên nói. Mang theo mang theo, một mực mang theo đâu? Trần Mộc liên tục gật đầu. Hùng tráng nữ hán tử liếc mắt Trần Mộc, quay người thản nhiên nói, đi rồi thúy thúy. Sau đó nháy mắt liền xuất hiện ở 20 mét bên ngoài. Xanh biết váy áo cô nương lập tức đứng dậy khoát tay, cười hì hì nói, đinh dậu doanh hỏa đầu quân tôn đại vượng, hẹn gặp lại. Xong đời, đây là bị người ghi nhớ nha. Trần Mộc một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng khoát tay. Về. Hẹn gặp lại. Xanh biết váy áo cô nương vẻ mặt tươi cười, quay người một bước phóng ra, lập tức xuất hiện ở hùng tráng thân ảnh bên cạnh. Trần Mộc. Đều mẹ nó không đơn giản. Chờ chút, Thúy Thúy. Sở dĩ, vì kia hùng tráng mạnh tướng huynh, mới thật sự là bạch diệu cẩn. A. À. Đại lương năm 642, 11 tháng 2. Thang Sơn Doanh đại quân xuất phát. Trần Mộc sen lẫn trong hỏa đầu quân bên trong, đi theo Đinh Dậu Doanh đi tới phần khê bến đò. Từng đầu 50 mét thuyền lớn đã đổ bên bờ. Dân phu doanh dựa theo trước sau số thứ tự, ngay ngắn trật tự xếp hàng lên thuyền. Thăm dò vào trong sông cầu tàu một mặt, một cái hơn 50 tuổi gầy gò lão giả bình tĩnh ngồi ở dài mảnh sau cái bàn. Lần lượt thẩm tra đối chiếu kiểm tra lên thuyền nhân viên thiết thủ vong cũng không biết phía bắc âm hồn quái tình huống như thế nào. Trần Mộc thấp thỏm trong lòng. Nghĩ đến ống tay áo tổ minh phù, trước ngực ngủ quỷ túi, trong túi định hồn cọc, Trần Mộc cảm thấy an tâm một chút. Suy nghĩ lại một chút sắp bao trùm đến lớn chân vị trí phách lực, Trần Mộc cuối cùng yên tâm. Thật đụng phải âm hồn trách ta cũng không sợ, nhiều như vậy ác chủ bài cùng ra tay, giết. Ừ, chạy hay là có thể chạy. Điều thấp ẩn nút, không thể lãng. Trần Mộc khuyên bảo chính mình. Đinh đương. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm truyền đến. Phanh. Một ngạc tiếng đánh đập như ảnh mà tới. Một đạo hắc ảnh búp bê vải rách một dạng bay ra. Bốn cái người mặc màu đen giáp da tinh nhuệ sĩ tốt lăng không vọt lên, khoảnh khắc đem bóng đen chế phục buộc chặt. Mang đi. Dài mảnh sau cái bàn lão giả thu hồi nắm tay tay phải, thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? trần mộc vội vàng nhìn lại đối phương có thiết thủ vòng a h đoán chừng là có người mua người khác thiết thủ vòng trà trộn vào tới trước người trịnh viên nhìn có chút hả hê nói ngươi xem đi mua bán đều phải xui xẻo trần mộc giật mình trong lòng không phải nhận vòng không nhận người sao trịnh viên cười hắc hắc là vòng tại người tại nhận vòng vậy nhận thức vòng tại người tại như không có vòng sắt trói buộc hát tuyến có thể đem người rút khô. Cũng không liền vòng tại người tại nha. Chờ chút. Nhận vòng vậy nhận thức. Bọn họ là làm sao nhận thức. Lão đầu kia có thể dò xét hát tuyến. Trần Mộc. Cái này không xong đời mà. Chương 142, Nguyệt Nha Hồ. Phần khê bến đỏ một cầu tàu bên bờ trên đất trống, đứng thẳng một đỉnh cực đại che nắng ô giấy dầu. Hắn vạt áo lấy một tấm tông sơn dài mảnh bàn án. Trên mặt bàn có cái cánh tay cao bốn chân môn trạng giá đỡ. Một viên khảm nạm tơ vàng bạch ngọc vòng tròn, liền treo ở giá đỡ trung gian. Hắn bên dưới lại có tơ bạc vì tuyến, treo lấy năm mai củ lạc lũ lục dọc trạng khuyên tai ngọc. Đưa tay. Một cái hơn 50 tuổi gầy gò lão giả lạnh lùng nói. Trần Mộc trung rẩy đưa tay trái ra, trong lòng khẩn trương một nhóm. Lão giả lấy xuống cực đại thiết thủ vòng. Kiểm tra vòng tay vách trong. Tiếp lấy hít mắt nhìn về phía khuyên tai ngọc. Gió nhẹ thổi qua, khuyên tai ngọc chập chờn, nhưng thủy chung không có đụng nhau. Đi thôi. Lão giả gợn sóng nói, ngươi thể chất quá yếu, ăn nhiều một chút nhi cơm. Trần Mộc lập tức gật đầu như giả tỏi, một mặt cảm kích đi đến một cầu tàu. Hô! Cuối cùng quá quan. Trần Mộc thở dài ra một hơi. Sau đó hắn lồng ngực nơi y phục mảnh nhưng chập trùng cổ động. Ba! Thật giống như bị người một cái tác hô tại ngực, một tiếng vang giòn từ áo bào bên dưới truyền ra. Động tĩnh gì? Đi ở phía trước trịnh viên hồ nghi quay đầu. Trần Mộc đưa tay trùng điệp đập vào ngực, đem giấu ở dưới quần áo, bị hắc tuyến ký sinh cá sông một cái tác buồn bực choáng, cười ha hả nói, có chút ngứa làm sao một cổ mùi cá tanh trịnh viên cái mũi rút rút hai lần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nước sông mùi tanh đi trần mộc hồ làm đạo không đúng chính là có mùi cá tanh trịnh viên ý vị thăm trường trừng mắt trần mộc ngươi không thành thật a à? trần mộc giật mình trong lòng trong mắt không khỏi nheo lại mập mạp này chẳng lẽ nhìn ra cái gì bản thân vất vả ẩn tàng hai lần vòng sắt kiếp nạn đều tránh khỏi mập mạp này có thể nhìn ra sơ hở ngươi có phải hay không được bày tỏ một chút trịnh viên cười tủm tỉm xích lại gần bắt chẹt ta à trần mộc mặt không biểu tình liếc liếc mắt trịnh viên quả nhiên bị nhìn ra không ổn a à. tự gây nhiệt, không thể sống a à. ống tay áo bên trong lập tức khói đen lăn lộn trịnh viên bất động thanh sắc tới gần trần mộc thấp giọng chắc chắn nói ngươi dám trọng thiên vị ta sớm nghe ra trên người ngươi cá nướng mùi sau đó dùng hắn cặp kia tràn ngập trí tuệ mắt nhỏ trừng mắt trần mộc một mặt kiên định lần sau ngươi nếu không gọi ta cùng đi ta liền nói cho ngươi biết thất thúc trần mộc liền liền cái này được trần mộc phức tạp nhìn vẻ mặt đắc ý thấp lè tè hắn trong tay áo mê thần khói đều chuẩn bị tốt a à, còn kém một chút a à. Còn kém một chút, cái này Thấp Lệ Tệ liền muốn làm chúng biểu diễn trượt chân rơi xuống nước. Trình Viên càng phát ra đắc ý, ngươi giấu rất tốt, ta cũng không còn phát hiện ngươi chọn địa phương, nhưng cái mũi của ta đoán được rồi. Ta một suy nghĩ liền biết ngươi ở đây thiên vị. Ta thông minh đi. Thấp Lệ Tệ cười hắc hắc. Thông minh. Ngươi thật đúng là cái đại thông minh. Trần Mộc im lặng. Chợt sắc mặt khó coi thở dài một hơi. Ta vừa rồi tại làm gì? Ta vậy mà muốn giết người nha. Quá tàn bạo rồi. Ta đều trở nên không phải đã từng ta rồi. Đều là bị Thang Sơn quân cho náo động đến. Trần Mộc hận hận nghĩ đến. Có thể đem người hút thành người khô hắc tuyến, giáp phách cao thủ giám sát, một tầng lại một tầng hạch nghiệm, khắp nơi đều tràn ngập ác niệm. May mắn ta dừng cương trước bờ vực. Trần Mộc vui mừng nghĩ đến ta quả nhiên vẫn là người tốt a. À. Nhìn xem tròn vo thấp lè tè, trần mộc tràn đầy thương hại. May mắn đi, ngươi gặp ta. Dám chơi như vậy nhịp tim, phàm là đụng phải cái tay mau, cái mạng nhỏ ngươi sớm không có rồi. Đại lương năm 642, 16 tháng 2. Liếc mắt không nhìn thấy đầu khổng lồ đội tàu dọc theo kim thủy giang, từ đông nam hướng lấy phương hướng tây bắc, đi ngược dòng nước đội tàu đội thuyền đa số tại dài 50 mét ngắn trên dưới, hai bên duỗi ra vô số thật dài một mái chèo. Nương theo giường trong khoang thuyền chậm chạp mà có tiết tấu đánh trống thanh âm, thuyền mái chèo đều nhịp phát nước hoạt động. Thúc dục thuyền lớn bình ổn tiến lên. Trần Mộc dẫm lên cái thang đi đến bông tàu. Chú ý tới trước người trịnh viên khắp cả mặt mũi đại hãng, thân hình dừng lại, lập tức cũng làm cho trên mặt mình xuất hiện mồ hôi rịnh. Bọn hắn vừa mới hoàn thành thay phiên mái chèo. Hiện tại muốn đi cho toàn thuyền người nấu cơm. May mắn chúng ta là hỏa đầu quân. Một ngày chỉ thay phiên ban một, không phải cần phải cho mệt chết không thể. Thấp lè tè trịnh viên phàn nàn. Trần Mộc giả vờ như đàng hoàng gật đầu phụ họa. Mệt mỏi khả năng mệt mỏi, chết lại sẽ không chết. Trần Mộc phát hiện, toàn thuyền nhân viên thân thể ngoài ý muốn tốt, Đặc biệt là bắt đầu thay phiên mái chèo bắt đầu, trên thuyền đám người ăn càng ngày càng nhiều, thân thể vậy càng ngày việc tráng. Là ký sinh hắc tuyến, nó đang giúp kẻ ký sinh hấp thu dinh dưỡng, thúc đẩy hắn càng cường tráng hơn. Thang Sơn Quân sẽ có tốt như vậy. Trần Mộc sẽ không quên bị hắc tuyến rút khô tinh khí cá sông. Nuôi cho mập rồi làm thịt. Trần Mộc lập tức nghiêm nghị. Được sớm ngày luyện thành giáp phách A. Đưa tay hướng trong miệng nhét một viên ít cốc hoàng 3.0 Trần Mộc hô hấp lúc nhanh lúc chậm Vân thận luyện hình thuật hô hấp phát Đã bị hắn dung nhập sinh hoạt hàng ngày Trong đầu thần ý đồ trở nên càng phát ra phức tạp sáng tỏ Vân thận luyện hình thuật 4.550.000 ngũ dai, nhanh Thuyền lớn bắt thượng vận chuyển 7 ngày Tất cả mọi người bỏ thuyền lên bờ, đổi đi đường lục Gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu vừa đi vừa nghỉ hơn 10 ngày, một đầu đâm vào dãy núi biên giới. Ở một tòa gọi là mây trạm núi chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Mây trạm dưới núi có một cỡ nhỏ hồ nước, là trong núi suối nước hội tụ mà thành, bởi vì tương tự trăng khuyết, gọi là Nguyệt Nha Hồ. Thang Sơn quân liền chân núi xuôi theo hồ đóng quân. Dân phu đinh dậu doanh bên trong. Trần Mộc cầm dao phay run 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 cắt lấy đồ ăn. Từ khi đi tới Nguyệt Nha Hồ một bên, hắn liền thành thành thật thật đóng vai một cái dân phu lửa trại đầu quân. Thang Sơn quân ở đây đóng quân, kề bên này khả năng rất lớn có âm hồn quái. Hắn cũng không dám chạy loạn. Đại vượng, ngươi làm sao không lựu ra ngoài thiên vị rồi? Bên cạnh thấp lề tề trịnh viên một mặt u oán. Ra ngoài thiên vị. Ta xem ngươi là đang nói đùa. Vạn nhất đụng thượng âm hồn quái làm sao bây giờ? Trần một một mặt mờ mịt nhìn xem trịnh viên, Ta, ta không có thiên vị a. À? Ta tại sao phải thiên vị? Không thành giáp phách trước đó, hắn là không có ý định giày vò rồi. Trình Viên mắt nhỏ trừng tròn vo, ngươi lần trước không phải nói muốn dẫn ta cùng đi ăn cá nướng sao? Ngươi dự định quyệt nợ. Ngươi đoán đúng rồi. Trần Mộc vui vẻ nghĩ đến, sau đó hắn liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, trong quân quy cũ nghiêm, ta sao dám trọng đi ra thiên vị? ta chưa hề trọng lựu ra ngoài, cũng sẽ không đi mở cửa sau. Trần Mộc Nghĩa chính ngôn từ nói. Trịnh viên. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Ban đêm, trong trướng bồng tiếng ngáy vẫn như cũ. Trần Mộc mở to mắt trừng mắt lều vải đỉnh. Trước mắt tường xám hiển hiện, Trần Mộc tỉ mỉ xem xét kỹ năng. Viết, 3.230.000 nhị dai, tranh vẽ, 5.787.000 nhị dai, ném, 8.141-10.000 tứ giai, trù nghệ, 2.090-10.000 tam giai, chế dược thuật, 4.965-10.000 tứ giai, tụ lý kiếm, 3.038-10.000 tứ giai, ngũ quỷ dời núi chú, 9.813-10.000 lục giai, dịch hình thuật, 2.057-10.000 tam giai, hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn, bích nhãn kim viên luyện hình thuật, cực hạn, vườn trắng luyện hình thuật, cực hạn, hắc hổ luyện hình thuật, cực hạn, bạch ngọc thiềm thư luyện hình thuật, cực hạn thiên xà luyện hình thuật, cực hạn, vân Thận luyện hình thuật, 5.135-10.000 ngũ dai, đi ra ngoài bên ngoài, ẩn núp quân doanh, rất nhiều kỹ năng đều không tiện luyện, độ thuần thuộc cơ hồ trì trệ không tiến. Chỉ có vân Thận luyện hình thuật cùng ngũ quỷ dời núi chú vẫn tại tiến lên. Đặc biệt là ngũ quỷ dời núi chú. Đây chính là nước chảy đá mòn. Hắn chưa hề có thể luyện tập, lại cuối cùng soát đến tiếng dài biên giới. Dù sao cũng không cách nào ngủ. Đêm nay liền đem nó soát ra tới. Chương 143, Âm Minh Ti Lưu luyến ngươi xem sách lưới, ta tại dị giới lá gan kinh nghiệm ở bên bờ hồ Nguyệt Nha, dân phu đinh dậu doanh. Trừ lính tuần tra đinh ngẫu nhiên phát ra tiếng bước chân, địa phương khác hoàn toàn yên tĩnh hỏa đầu quân trong trướng bồng. Trần Mộc trong tay một đoàn khói đen im ắng hiện hiện lại biến mất. Hắn có chút từ từ nhắm hai mắt, cổ quái âm tiết không ngừng từ trong miệng phun ra. Trước mắt tung bay hơi mờ màu xám vách tường, Trần Mộc nhìn chầm chầm độ thuần thục một chút xíu kéo lên. Cũng không biết niệm bao lâu, trong đầu đột nhiên hiện hiện một đống lớn cảm ngộ. Trần Mộc bối rối nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi nhìn về phía tường xám ngũ quỷ dời núi chú, một mười nghìn thất giai, đột phá A. À. Hắn giơ tay lên đặt ở trước mắt. Tâm niệm vừa động, khói đen trống rỗng hiển hiện. Đã triệt để thoát khỏi chú lệnh sao? Trong đầu, mông lung trong sương mù, tinh điểm ngân tuyến kết nối chùm sáng chiếu sáng rạng rỡ. Thật giống như thiêu đốt tại thủy tinh mờ sau một đám lửa. Thấy không rõ, lại dễ thấy. Chỉ cần hắn đem lực chú ý tập trung ở lóa mắt chùm sáng, hắn liền có thể tùy ý khép mở ngũ quỷ túi nháy mắt phát động ngũ quỷ dời núi nhưng đây chỉ là bổ sung trần một phức tạp nhìn xem giữa không trung âm hồn xuân chữ nhỏ người giấy cười hì hì hiển hiện sau một khắc khói đen từ hắn trên thân phun ra ngoài trong khoảnh khắc một cái đường kính một mét màu đen khói đoàn ngay tại giữa không trung lăn lộn hiển hiện oi hiện. bức trong trướng bồng lập tức lạnh lẽo một mảnh Trần Mộc lấy tay vương hướng giữa không trung, băng lãnh trơn nhãn xúc cảm để hắn rùng mình. Đây mới là âm hồn người giấy diện mục thật sự a. À? Âm hồn hóa thành người giấy, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc trời Nam Dương Thành, không phải nói cái gì đều phải đi xuân phong lâu ăn mừng một phen. Sáng sớm, khổng lồ quân doanh chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đinh dậu doanh hỏa đầu quân đám người tinh thần sáng láng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Trần Mộc Hướng trong miệng nhét một viên ít cốc hoàng, hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, khởi động vân thận luyện hình thuật. Hắn một bên thái thức ăn, một bên dò xét đồng bào. Đám gia hỏa này ăn no bụng, ngủ ngon, từng cái lại đều dài mập. Liền ngay cả bên cạnh thấp lệ tè trịnh viên, đều càng phát ra mượt mà rồi. Giờ phút này đối phương ngay tại ra sức cắt củ cải. Cũng không nói chuyện, cắm đầu đem một thất tử bị cắt ken ken vang tự như cùng thớt có thù bình thường. Trần Mộc cười một tiếng, cái này thấp lè tè còn rất mang thù. Chẳng phải không mang ngươi thiên vị a, à, cái này đều tốt mấy ngày không để ý tới hắn rồi. Trong lòng khẽ động, bên cạnh giỏ trúc bên trong củ cải hư không tiêu thất một cái. Sau một khắc, thấp lè tè bên cạnh giỏ trúc bên trong, vô thanh vô tức có thêm một cái củ cải. Ngũ quỷ dời núi chú tiếng dai, ngũ quỷ người giấy có âm hồn hình thái âm hồn có thể biến ảo ẩn thân, ngũ quỷ túi khép mở, cuối cùng không còn khói đen cuồn cuộn. Trần Mộc nhìn xem không phát giác gì thấp lè tè, cười hắc hắc, không cần cảm ơn. Sau đó lại cho mập mạp này đưa một viên củ cải. Sau nửa canh giờ, thấp lè tè trịnh viên không thể tin nhìn mình giỏ trút bên trong củ cải. Làm sao còn có nhiều như vậy? Cắt nửa không xong, hắn liền muốn ăn liên lụy rồi. Trần Mộc một mặt nhiệt tình, Cần giúp một tay không? Cảm ơn a. À. Trình Viên cũng không đoái hoài tới lòng dạ hẹp hòi, mặt béo bên trên tràn đầy cảm kích. Đại vượng người này có thể chung sống, có chỗ khó hắn thật giúp a. À. Trần Mộc cười tủm tỉm, không cần cảm ơn. Dân phu kiếm sống sống lặp lại lại đơn điệu. Trần Mộc không biết cái khác dân phu công tác sinh hoạt. Dù sao hắn mỗi ngày trừ rửa rau thái thức ăn chính là rửa rau thái thức ăn mỗi ngày duy trì vân thận hô hấp phát, nhìn xem độ thuần thục một chút xíu tăng lên, ngược lại thích thú. nghe nói trên núi đám kia đại đầu binh, chết rồi không ít người. Trình Viên một bên thái thức ăn, một bên trò chuyện thiên đạo. ô. Trần Mộc máy móc gật đầu đáp. hắn hơn phân nửa tâm thần đều ở đây vân thần luyện hình thuật thần ý đồ bên trên, phản ứng hơi chút chậm chạp. Trình Viên đối Trần Mộc thất thần bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm nói nghe nói là đụng tới không sạch sẽ đồ vật rồi. Ngẫm lại bên ngoài có những cái kia đồ vật, ta đi ngủ đều không nở. Trịnh viên lo lắng. Trần Mộc hiếm thấy hoàng hồn, cổ quái liếc mắt trịnh viên. Ngươi mỗi ngày ngủ âm hồn quái bên người, cũng không còn gặp ngươi tiếng ngáy tiểu nhâm gì một điểm. Thấp lè tè do dự nửa ngày nhỏ giọng nói, sát vách doanh địa có người vùng trọng chạy, chúng ta trong doanh trại cũng có phong thanh. Ngươi nghĩ như thế nào? Chạy. Trọng lên hát tuyến, ai chạy? Không dám chạy. Trần Mộc một mặt đàng hoàng nói. Xem ngươi nhát gan. Trình Viên chế dẫu chật ngữ Trọng Tâm Trường nói, câu ca giao tốt, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đại Vượng a, à, ngươi phải ngẩn ngơ lên. A. À, gan lớn mới có thể bị rút khô tinh khí chết đói, nhát gan ngược lại bị cho heo ăn một dạng chống đỡ trắng trắng mập mập. Trần Mộc liếc mắt nhìn thấp lệ tè liếc mắt. Ngươi dám chạy. Ta cũng không dám. Thấp lệ tệ cười ngượng ngùng. Đêm khuya, đinh dậu doanh hỏa đầu quân trong trướng bồng. Trần Mộc nằm ở chiếu rơm ổ rơm bên trên. Một đoàn lạnh lẽo khói đen tung bay ở trước người giữa không trung. Hắn gần nhất một mực tại suy nghĩ âm hồn hình thái cách dùng. Có thế ẩn thân, phát động ngũ quỷ dời núi càng bí ẩn. Có thế tiếp xúc thực thể có vật lý công kích năng lực. Đáng tiếc không có cách nào huyễn hóa khủng bố. Trần Mộc tiếc hận. Đó mới là âm hồn quái công kích mạnh nhất. Ung ục ục. Tự như cầm cái ống đột nhiên hướng trong nước thổi bóng ngâm giống như thanh âm, bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Trần Mộc bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thấp lè tè. Đối phương chính ngửa đầu, miệng há lớn, kho khe đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trần Mộc xem xét mắt tung bay ở trịnh viên trên trán không âm hồn người giấy, lại nhìn một chút ngủ say sưa thấp lè tè. Nhân tài. Mê thần khói im ắng tràn ngập. Trong trướng bồng lập tức đè xuống đỉnh chỉ khóa. An tĩnh. Trần Mộc vừa buông lỏng một hơi. Ô. Một tràng tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Liền gặp thấp lè tè một cái lý ngư đã đỉnh, lại linh hoạt lăn không vọt lên. Phanh âm hồn người giấy vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một lần đụng bay. Trần một trận mắt hốc mồm, mê thần khói. Bên dưới nhiều à nha. Sau một khắc, bị bắn ngược ngã xuống đất trịnh viên lần nữa Lý Ngư đã đỉnh đứng lên. Trần một lúc này mới phát hiện, toàn lều vải mười người, chín cái đều sát chết vùng dậy một dạng xoay người nhảy lên. Không thích hợp. Hắn vội vàng bò lên. Học mấy người khác đứng thẳng. Trong đêm tối, Trần Mộc gắt gao nhìn chăm chú vào chín người. Bọn hắn từng cái nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, vẫn tại ngủ say. Chính đào cánh tay dài, cộng tóc phẩm chất hắc tuyến từ thiết thủ vòng vị trí nhẹ nhàng hạ lạc. Chạm đất nháy mắt, bỗng nhiên bắn lên, tự như mũi tên bình thường, về một cái bay ra lều vải. Trần Mộc vội vàng lấy ra ký sinh hắc tuyến cá sống. Thang Sơn Quân, cuối cùng bắt đầu phát động hắc tuyến. Tự như nhận một loại nào đó triệu hoáng, Cá sống xuất hiện nháy mắt, thì có một tiết ngón trỏ dài hát tuyến từ cá sống bên trong chui ra. Chạm đất nháy mắt, bỗng nhiên bắn lên, vèo một cái bay ra một mét hai rơi xuống đất. Tiếp lấy lần nữa bắn lên, lại về một cái bay ra một mét hai rơi xuống đất. Trần Mộc. Ngắn nhỏ, bất lực. Như thế đi con đường riêng, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn A. À. Mẹ nó không xông con bê sao? Quả nhiên tại một mét hai nhảy nhót khoảng chi bồng không bao lâu. Một cái gầy gò lão giả liền xông tới. Cái kia lên thuyền kiểm tra lão đầu. Trần Mộc giật mình. Lão nhân này chính là phụ trách đinh dậu doanh hát tuyến công việc chuyên môn nhân viên. Đối phương tay trái cầm cái nắm đấm lớn ba chân thanh đồng lư hương. Bên trong chứa đựng lấy tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang xanh biết chất lỏng. Màu lục huỳnh quang chiếu bên trên gầy gò lão giả gương mặt, âm trầm vô cùng hắn giơ thanh đồng lư hương tại trong trướng bồng đi rồi một vòng, dừng ở trần mộc trước người. Mượn lư hương bên trong huỳnh quang, thấy rõ trần mộc khuôn mặt lão giả không khỏi khẽ giật mình, phế vật. Nội tình quá kém, ăn lại nhiều vậy nuôi không lớn âm minh ti. Lão giả híp mắt lại. Hắn nâng tay phải lên, lộ ra chỗ cổ tay phủ lấy tơ vàng bạch ngọc vòng tròn. Hơi rung nhẹ, vòng tròn khuyên tai ngọc phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Hút khô sự tạm thời coi là phế vật lợi dụng. Bất quá nhiều một cái đào binh mà thôi. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh lập tức từ trần mộc trong tay áo bay ra, thẳng đến thanh đồng lư hương. Có thể bay đến một nửa, liền đột ngột biến mất. Gầy gò lão giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngũ quỷ dời núi. Phốc. Một chút huyết dịch phun ra. Gầy gò lão giả hư không tiêu thất không gặp. Trần Mộc hờ hững mở mắt nhìn xuống đất bên trên vết máu, không nhìn được thở dài. Có một mét hai còn không thỏa mãn. Hại chết ngươi không phải ta, là lòng tham. Chương 144, phiền phức. Tay trái tiếp được ba chân lưu hương, tay phải bắt lấy tơ vàng bạch ngọc vòng. Trần Mộc không khỏi thở dài, phiền toái. Ngươi chết rồi, vẫn là có thế tiếp xúc âm minh ti hạch tâm nhân viên. Nhất định sẽ gây nên phong ba. Trần Mộc nhìn về phía trong tay đồ vật, hai cái phiền phức đồ vật. Ngọc Hoàng bình thường không có gì lạ, tự như phổ thông trang sức. Lư hương bên trong chứa đựng màu lục huỳnh quang chất lỏng, một đoàn màu đen âm minh ti ở trong đó chậm ung dung phiêu đảng. Trần Mộc nhìn hồi lâu, cũng không còn phát hiện cây kia đi con đường riêng một mét hai. Có thể dung hợp thành một thể có thể sinh trưởng, có thể phân liệt, còn có thể dung hợp. Âm Minh Ti là rau hẹ, dân phu doanh chính là rau hẹ địa. Trần Mộc trong lòng minh ngộ, nhưng cũng không khỏi nghiêm nghị. Trong thời gian ngắn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Xoay tay một cái, lư hương, Ngọc Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Trong trướng bồng thẳng tắp đứng yên chín người, lập tức phù phù một tiếng nằm xuống đất. Trần Mộc vậy nằm lại ổ rơm năm cái âm hồn người giấy lại chui ra lều vải. Bay lên giữa không trung sau lập tức hóa thành âm hồn hình thái, tứ tán bay vào doanh địa. May mắn ngũ quỷ dời núi chú đột phá thất giai. Âm hồn hình thái ngũ quỷ. Đột phá người giấy hạn chế, phối hợp tỏa hồn chú, cực lớn dài hơn điều tra khoảng cách. Ở bên bờ hồ Nguyệt Nha, ánh trăng trong ngần vẫy xuống doanh địa, to lớn dân phu doanh im ắng. Ngày xưa xác định vị trí tuần tra nhân viên, biến mất không thấy gì nữa ngũ quỷ ẩn thân tung bay ở giữa không trung rất nhanh liền phát hiện mấy cái cùng loại gầy gò lão giả người áo đen màu đen mũ trùm áo choàng lấp lóe màu lục huỳnh quang ba chân lư hương cùng với ngẫu nhiên phát ra đinh đương giòn vang tơ vàng bạch ngọc vòng mỗi người đều có cố định phân khu trần mộc tỉ mỉ phân biệt phát hiện mỗi cái người áo đen phụ trách khu vực cũng không nhỏ lại đều đơn độc hành động cũng không đồng bạn. Trần Mộc không khỏi buông lỏng một hơi, khu vực lớn, liền sẽ không bị trực tiếp khóa chặt. Đơn độc hành động, sẽ không người tin tưởng lão giả hành động quỷ tích. Nghĩ nghĩ, Trần Mộc triệu hồi một cái thu chữ âm hồn. Để nó nắm lấy đồng lư hương, bạch ngọc vòng, cùng với lão giả rơi xuống một khối áo choàng tàn phiến, đầy trong doanh địa chuyển. Còn thỉnh thoảng hướng một ít trong lều vải chui. Mà mỗi khi lư hương tới gần dân phu lều vải, Liền sẽ có âm minh ti chui vào trong đó. Không bao lâu liền đem thuộc vu thanh gầy lão giả phân khu chuyển một lần. Đồng thời thu hoạch một cây dài mấy chục thước âm minh ti tuyến. Lần này, mặc dù có người tuần lấy mùi truy tung, cũng sẽ không tìm tới ta chỗ này. Trần Mộc thở vào một hơi. Làm nhiều sai nhiều, Trần Mộc không dám nửa động. Thu hồi người giấy, chỉ chừa một cái dán tại lều vải đỉnh, lặng lẽ meo meo giám sát bốn phía đêm khuya giờ tí, hơn 10 đạo bóng đen xông vào dân phu doanh. Phụ thân, âm minh ti đã lấy đi. Cũng không còn đánh nhau vết tích. Ngũ thúc xảy ra chuyện, hẳn là tại doanh địa bên ngoài. Thượng quan ngọc cau mày nói. Thử một chút vô định vòng. Thượng quan kỹ bất vi sở động. Thượng quan ngọc chần chờ một lát, giơ tay phải lên, lộ ra trên cổ tay tơ vàng bạch ngọc vòng, sau đó nhanh chóng niệm tụng chú lệnh. Ông 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 con mũi bay múa giống như nhẹ vang lên, từ bạch ngọc vòng bên trong phát ra. Tự hồ đang nơi này, lại tự hồ không ở. Thượng quan ngọc nghi hoặc. Ngay ở chỗ này. Thượng quan kỹ hít mắt nhìn về phía im ắng đại doanh. Có thế che đậy vô định vòng, không biết là nhà nào chuột. Bắt đầu từ ngày mai, một ngày tra hai lần, đem chữ đinh bộ dân phu doanh lật cái úp sắp. Thượng quan kỹ thản nhiên nói đối phương rất có thể đến từ cái khác thế gia. Sợ rằng thực lực bất phàm. Thượng quan Ngọc chần chờ. Không sao. Chỉ cần đem hắn kinh động ra là tốt rồi. Thượng quan kỹ khoát tay, toàn tức nói, về sau thu lấy âm minh ti, ba người một tổ, không thể đơn độc hành động. Vâng. Bên cạnh hơn 10 người không người lĩnh mệnh. Ngọc Nhi, ngươi dẫn người ở ngoại vi mai phục. Bất luận cái gì khả nghi nhân viên, toàn bộ bắt lại. Dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Thượng quan Ngọc nghiêm nghị gật đầu. Bạch Điệt Nữ, còn muốn làm phiền ngươi giúp Ngọc Nhi lượt trận. Thượng quan kỹ quay người, một mặt ôn hòa đối đứng tại mấy người sau lưng hùng tráng thân ảnh đạo. Được. Bạch Diệu Cẩn bình tĩnh nói. Mấy người đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ để lại năm sáu cái người áo đen, ẩn tàng thân hình, canh giữ ở dân phu chữ đinh bộ bên ngoài bạch diệu cẩn cũng tương tự lưu lại chữ đinh bộ tôn đại vượng giống như ngay tại chữ đinh bộ việc này có phải là hắn hay không làm chẳng biết lúc nào một thân xanh biết váy áo cô nương trống rỗng xuất hiện ở bạch diệu cẩn bên cạnh không nên gây chuyện bạch diệu cẩn thản nhiên nói thúy thúy cười hì hì không gây chuyện không gây chuyện hắc hắc gầy gò lão giả mất tích gây nên một phen ba động. Có thế tự hồ lại không biến hóa gì. Trừ sớm, muộn hai lần kiểm tra thiết thủ vòng, cái gì khác cũng không còn biến. Thang Sơn quân vẫn như cũ lên núi cầm âm hồn luyện binh. Dân phu doanh vẫn như cũ lao động ăn cơm nuôi rau hẹ. Lúc xế chiều, ăn xong cơm tối, đinh dậu doanh hỏa đầu quân, xếp hàng tiến về doanh địa trung tâm tiếp nhận kiểm tra. Trần Mộc Hướng trong miệng nhét một viên ít cốc hoàng, duy trì vân thận hô hấp phát, đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. 3. Một tiếng ngắn ngủi ngột ngạt tiếng vang từ trần mộc ngực truyền ra. Vừa điều chỉnh tốt tiết tấu bị đập tan. Trần mộc khóe miệng giật một cái. Trịnh viên tràn đầy hồ nghi quay đầu. Trần mộc đưa tay liền hướng ngực hô một cái tác, đem đầu kia tối hôm qua cương trảo tơ bạc cá đập choáng, sau đó bình tĩnh nói, ngứa. Làm sao mỗi lần xếp hàng ngươi đều ngứa? thấp lè tè nghi hoặc. Trần Mộc nheo mắt. Ta cũng không muốn. Ai biết âm minh ti sẽ bá đạo như vậy. Thôi thấp tơ bà cá, một khi bị ký sinh, lập tức liền sinh long hoạt hổ. Làm sao có cổ cá chết mùi tanh? Thấp lè tè nhìn Trần Mộc ánh mắt đều không đúng. Ngươi có phải hay không lại chuồng đi à nha? Trịnh viên kinh vì thiên nhân. Mỗi ngày kiểm tra, thời khắc tuần tra, chữ đinh bộ giám thị có thể xưng địa võng thiên la. Coi như cái này. Đối phương còn có thể chung đi bắt cá. Đại vượng người này có bản lĩnh A. Không đúng, hai ta mỗi ngày cùng một chỗ, ta cũng không còn gặp ngươi ra ngoài A. Thấp lè tệ nghi hoặc. Ta đương nhiên không có ra ngoài, đi ra là âm hồn người giấy. Ban đêm mời ngươi ăn cá khô. Trần Mộc thản nhiên nói. Được rồi thấp lè tè lập tức mặt mày hớn hở, cái gì cũng không hỏi. Liên tiếp 5 ngày, điều tra không ngừng, thậm chí còn có trạng thái bình thường hóa xu thế. Đêm khuya đinh dậu doanh im ắng. Hỏa đầu quân trong trướng bồng hoàn toàn yên tĩnh. Trần Mộc trừng mắt lều vải đỉnh mặt mũi tràn đầy không hiểu, không nên a. À. Bọn hắn vì sao như thế chắc chắn hung thủ còn tại chữ đinh bộ. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía ngủ quỷ túi. Ngăn cách không triệt để Trần Mộc có hoài nghi Vậy những này đồ vật liền không thể lưu nha Trần Mộc tiếc hận Hắn vốn còn nghĩ giữ lại cho giới giáp nhìn xem Hỏi một chút đây là cái gì đồ vật tới Đáng tiếc Tìm kiếm thiên cơ lệnh quan trọng hơn Nên ném ném Không thể lưu tai họa ngầm Ánh mắt đầu nhập ngũ quỷ túi Lư Hương, Ngọc Hoàng vòng sắt tất cả đều lẳng lặng nằm ở một cái ô nhỏ tử bên trong. Cả hai bên cạnh còn có một đầu tơ bạc cá, giờ phút này chính lóc bóp khiêu vũ. Tối hôm qua vớt ra tới, bây giờ còn chưa chết. Phải nói cái này âm minh ti quả thực có chút đồ vật. Tâm niệm vừa động, lư hương, ngọc hoàng, còn có hắn vòng sắt toàn bộ bị lấy ra. Không còn áp chế, âm minh ti nháy mắt bay ra. Sưu, mới vừa rồi còn sinh long hoặc hổ tơ bạc cá lập tức biến thành cá làm. Chất thịt đạn mềm không thay đổi, dịch thể bên trong hơi nước bị rút ra bốc hơi hơn phân nửa. Sở dĩ nhìn xem giống như là bị rút khô. Trần một loay hoay tơ bạc cá. Không phải chết bởi mất nước, cũng không phải chết bởi bất luận cái gì cơ thể tổn thương. Mà là một ít đồ vật bị rút ra. Nháy mắt mất đi sinh mệnh đặc thù. Trần Mục nghĩ đến cái kia gầy gò lão giả cách làm, trong lòng phát lạnh, có thế quốc chết cá, có phải là cũng có thể quốc chết người. Hơn vạn dân phu, mệnh toàn bóp trong tay người khác. Thật mẹ nó hung ác. Chương 145, Đồng loại Dân phu chữ đinh bộ bên ngoài, ở bên bờ hồ Nguyệt Nha có một phiến loạn thạch bãi. Nằm sáu cái người áo đen hoặc ngồi hoặc đứng. Một cái chậu than đặt ở trong mấy người ở giữa. Nhàn nhạt khu trùng mùi thuốc nương theo hỏa diễm phiêu tán. 3. Thượng quan ngọc một cái tác đập vào trên mặt mình, đánh chết một con làm càng con mũi. Chập chờn ánh lửa chiếu vào trên mặt, tràn đầy âm trầm. Hắn đã ở nơi này cho ăn sáu ngày con mũi. Đáng chết chuột. Thiếu chủ, người kia nói không chừng đã chạy. Bên cạnh một người áo đen cẩn thận đề nghị, nếu không, tính rồi. Ban ngày nâm nớp lo sợ cùng tà ma đỏ sức. Ban đêm còn muốn ở nơi này cho mũi đốt, bọn hắn cũng không chịu nổi a à, thượng quan ngọc khẽ gật đầu, hắn đã sớm nghĩ rút lui. Có thế chủ động rút lui việc này, hắn không thể sách. Không phải cha của hắn thượng quan kỹ khẳng định phải răng dạy hắn không có tính nhẫn nại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hùng tráng thân ảnh chỉ thấy đối phương trên mặt trên tay đen nhánh một mảnh, lại bị phách lực che kín. Một con mũi rơi vào đối phương mu bàn tay, ngẩng đầu hung hăng hướng xuống một đinh, miệng đều đụng đoạn. Thượng quan ngọc. Liền mẹ nó ngươi có pháp lực đúng không? Cả ngày như thế hòa hòa. Thượng quan ngọc cố gắng điều chỉnh biểu lộ, một mặt thân mật ôn hòa nói, trắng. Cô nương, ngươi thấy thế nào? Nguy hiểm thật. Hơi kém hô thành bạch huynh. Thúy Thúy ngồi ở Bạch Diệu Cẩn bên người, nghe vậy cười hì hì nói, hắn muốn để ngươi cho hắn cổng nồi. Nói như thế trắng trợn, có thế Thượng Quan Ngọc lại tự như không nghe thấy. Bạch Diệu Cẩn mặt không cảm giác nhìn Thượng Quan Ngọc liếc mắt, hừng, chạy. Đúng không? Thượng Quan Ngọc một mặt phấn chấn. Kia, ta a à rút. Thượng Quan Ngọc cười hỏi thăm. Được. Bạch Diệu Cẩn không thèm để ý chút nào gật đầu. Đã trắng cô nương lên tiếng vậy chúng ta liền rút không đáng vì một cái chuột liên lụy bạch cô nương bị con mũi cắn thượng quan ngọc cười ha hả con mũi không cắn nổi ta bạch diệu cẩn thản nhiên nói thượng quan ngọc không dùng cường điệu ta mẹ nó nhìn thấy thượng quan ngọc làm bộ không nghe thấy tự mình nói ta tại thử một lần cuối cùng nếu như cộng minh vẫn là như ẩn như hiện vậy chúng ta liền rút cái khác mấy cái người áo đen đầy mặt nụ cười phụ họa. Lần này có thể đi. Nói giơ tay phải lên, lộ ra thủ đoạn tơ vàng bạch ngọc vòng, như quá khứ sáu ngày một dạng. Hổng không thèm để ý đọc lên chú lệnh. Ông. Tự như một đám ông mật bay múa, bạch ngọc vòng bỗng nhiên ông vang. Thượng quan ngọc một mặt kinh ngạc, thật. Thật đi ra. Chợt hắn liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, truy. Thượng quan Ngọc lập tức lần theo Ngọc Hoàng chấn động phương hướng nhảy lên ra, cái khác người áo đen theo sát phía sau. Trần Mộc Chính điều khiển người giấy âm hồn hướng Nguyệt Nha Hồ bên trong bay, đột nhiên chú ý đạo hậu phương một đám người nhanh chóng chạy tới. Đây không phải mỗi ngày kiểm tra vòng sắt đám người kia sao? Nửa đêm không ngủ được, đều tránh bên ngoài ngồi chờ. Như thế chuyên nghiệp. Nhìn xem thẳng đến âm hồn mà đến mấy người, Trần Mộc giật mình quả nhiên có cảm ứng thủ đoạn. Trần Mộc cảm thán, đám người này cũng là thật chấp nhất. Liên tiếp 6 ngày, ban ngày tra, ban đêm thủ, cũng không sợ vất vả. Đã như vậy, vậy liền cực khổ nữa một chút đi. Trời vừa rạng sáng, Trần Mộc ném đi tơ vàng bạch ngọc vòng, khống chế người giấy âm hồn về nhà. Đáng tiếc chỉ vòng quanh Nguyệt Nha Hồ chạy 8 vòng cũng không chạy. Trần Mộc thở dài, đám người này cũng không ngốc. Được rồi, ném tơ vàng bạch ngọc vòng, sự tình đại khái là tính quá khứ rồi. Trần Mộc một thân nhẹ nhõm. Mặc dù tra xét mấy ngày không có tra ra hắn. Nhưng một lúc sau, khó đảm bảo đối phương khai thác thủ đoạn quá khích. Vạn nhất ngày nào đầu óc co lại, đem sở hữu âm minh ti đều cho rút đi. Hắn ngay lập tức sẽ được bại lộ. Chính là đáng tiếc kia tơ vàng bạch ngọc vòng. Cái kia hẳn là cũng là một cái pháp khí. An toàn gấp rút lần này của đi thay người, cuối cùng có thể an tâm ẩn nút, chờ luyện thành giáp phách, ta liền. Tôn Đại Vượng, ngươi không thành thật u. Một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên. Trần Mộc da đầu lập tức một nổ. Bỗng nhiên quay người. Tụ lý kiếm. Sư. Ô một đoạn kiếm hung hăng đâm trúng sau lưng thân ảnh. Trần Mộc vẫn không khỏi sắc mặt đại biến. Thúy thúy càng làm cho hắn rùng mình chính là đoạn kiếm rõ ràng xuyên qua thân thể đối phương mà nàng vẫn như củ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ giống như huyễn ảnh không có chút nào thực thể sau một khắc một đạo hùng tráng thân ảnh đột nhiên xuyên qua thúy thúy thân thể đen nhánh cực đại nắm đấm tựa như một chiếc búa lớn ầm vang đánh tới hướng trần mộc mặt trần mộc bản năng nâng lên cánh tay trái đón đỡ phanh nắm đấm cùng cánh tay va chạm một cỗ lực trùng kích bỗng nhiên từ va chạm nơi khuếch tán xoẹt trần một ống tay áo nháy mắt bị bay loạn thành tàn phiến ha bạch Diệu cẩn mắt bốc tinh quang cuối cùng có người có thể tiếp được quả đấm của ta rồi miệng nàng đại đại toét ra một gương mặt đều bị cơ bắp vặn vẹo thành hưng phấn bộ dáng suy một cổ khói trắng từ hắn trong miệng mũi phun ra sau một khắc nàng song quyền bỗng nhiên xé rách không khí như mưa rơi nền xuống. Quyền phong phá không, trần mộc da mặt đều bị cạo đau nhức. Cực hạn cảm giác nguy hiểm, nháy mắt tập kích đầu óc của hắn. Đen nhánh phách lực liều mạng phun ra ngoài. Ông! Toàn thân hắn cơ bắp bỗng nhiên bành trướng. Một nháy mắt, hắn liền từ một cái 1m75 gầy yếu thanh niên, biến thành một cái chừng một m 9 cường tráng đại hãn. Muốn giết ta? Lão tử trước chơi chết ngươi nha! tụ lý kiếm. Ken 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 ken. Nắm đấm cùng đoạn kiếm không ngừng va chạm, kịch liệt tiếng va đập khoảnh khắc vọt lên tận trời. Tại ngắn mũi ba cái hô hấp bên trong, hai người liền cực hạn va chạm 93 lần. Trần Mộc trong mắt bỗng nhiên hung ác. Liêu mạng bị đối phương đột phá phòng ngự phong hiểm, một tia tâm thần phân tán. Ngũ quỷ. Ngừng. Vừa đến thanh thúy giọng nói tại giữa hai người vang lên bạch diệu cẩn hùng tráng thân ảnh bỗng nhiên lui lại ngươi nói ngừng ta liền ngừng ngũ quỷ chuyển có thế sau một khắc bị hắn gọi ra tới thu chữ người giấy âm hồn lại bị thúy thúy từ ẩn thân trạng thái một lần cầm ra trần một quá mức vu chấn kinh đến mức theo bản năng dựng lại ngũ quỷ dời núi ngược lại trận mắt hốc mồm nhìn xem thúy thúy ngươi ta chúng ta là đồng loại nha thúy thúy nháy mắt mấy cái cười hì hì tốt lực đạo. Bạch Diệu Cẩn lúc này vậy một mặt bình tĩnh mở miệng. Tự như vừa rồi trạng thái điên cuồng chưa hề xuất hiện. Tay không tiếp được 93 nhớ ô một kiếm. Hai tay hoàn hảo, lại như thường nhân bình thường. Thật là kỳ quái. Thúy Thúy buông tay ra, đối giữa không trung khói đen đoạn điểm điểm đâm đâm. Không còn trần một điều khiển, người giấy âm hồn cứ như vậy đần độn tung bay ở giữa không trung, mặc cho Thúy Thúy nhào nặng gia hỏa này chỉ có sinh tồn bản năng. Các ngươi là làm sao hoàn thành cộng sinh? Nó lúc trước bám thân thời điểm, làm sao không ăn ngươi? Cộng sinh. Bám thân. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì a? À? Thúy Thúy, đi. Bạch Diệu cẩn liếc trần mộc liếc mắt. Quay người rời đi lều vải. Ta không nói, ngươi không nói, không ai biết rõ đêm nay phát sinh qua cái gì. Thúy Thúy Thiên về một bên lui đi, một bên cười hì hì nói: "Thật vất vả đụng phải cái đồng loại, cũng đừng chết rồi u." Trần Mộc cứ như vậy mờ mịt đứng tại chỗ. Nếu không phải phế phẩm ống tay áo nhắc nhở, hắn đều coi là mới vừa rồi là đang nằm mơ. Hai người này không phải tới bắt ta sao? Làm sao không hiểu thấu đánh một trận liền đi? Đồng loại, các nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Còn có cái kia Thúy Thúy, hư ảo thân ảnh tùy ý bắt lấy âm hồn thủ đoạn, nàng. Không phải là người A. Tiếp xúc nhiều lần, hắn lại một chút cũng không phát hiện. Trần Mộc nhìn quanh bốn phía. Trong lều vải cái gì đều không biến. Hai người giao thủ kịch liệt, lại chỉ tại tất vuông ở giữa. Chúng mê thần khói chín cái đồng bào, vẫn như cũ không phát giác gì nhắm mắt yên giấc. Trần Mộc một mặt mờ mịt, ta rốt cuộc là nên chạy, vẫn là chạy, vẫn là chạy a. Chương 146, Giáp Phách Sáng sớm, Đinh Dậu Doanh hỏa đầu quân sớm rời giường. Đi nhà kho nhận lấy hôm nay vật tư, sau đó tự như thường ngày, rửa rau, vo gạo chuẩn bị cơm trưa. Bọn hắn 10 người phải vì toàn bộ Đinh Dậu Doanh hơn 200 người nấu cơm. Từ buổi sáng liền phải bắt đầu bận rộn. Trần Mộc không yên lòng thái thức ăn, vân thận hô hấp pháp đều không tâm tư duy trì. Thúy Thúy là âm hồn, Trần Mộc đến bây giờ cũng còn không thể tin. Lần trước tao ngộ âm hồn, tăng thêm ngũ quỷ người giấy hình thái, để Trần Mộc coi là âm hồn chính là một đoàn khói đen quái vật. Chỉ biết bám thân nuốt khí. Vô pháp câu thông, không có chút nào trí tuệ. Nhưng, ta đối âm hồn quái hiểu rõ, có phải là quá ít một chút. Bám thân, cộng sinh. Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy tự hồ hiểu lầm cái gì đem ngũ quỷ âm hồn trở thành cộng sinh âm hồn. Bất quá, tiền thân thật chẳng lẽ bị âm hồn phụ qua thân. Trần Mộc không khỏi nghiêm nghị. Tiền thân có lẽ chính là chỗ này a à chết. Thanh phong quán. Thành ý khả năng biết một chút nhi cái gì. Trần Mộc nheo lại mắt. Được rồi. Thật lâu, Trần Mộc mới thở dài ra một hơi. Mặc kệ tiền thân tao ngộ như thế nào. Đều không ảnh hưởng hắn hiện tại thậm chí Trần Mộc còn muốn cảm tạ Tiền thân tao ngộ. Không phải hắn cũng không cách nào mượn xác hoàng hồn. Truy cứu quá khứ không dùng được. Sống tốt bây giờ mới là nhiệm vụ của ta. Trần Mộc trong lòng nhất định. Cộng sinh. Trần Mộc tìm kiếm não hại ký ức. Giới Giáp tự hồ nói qua loại này âm hồn cộng sinh trạng thái. Lúc đó bản thân còn chưa tin, cảm thấy càng giống ký sinh. Là bản thân kém kiến thức rồi hai người một người một quỷ tự hồ coi ta là người trưởng thành cùng âm hồn quái cộng sinh đồng loại mặc dù mục đích không rõ nhưng tỷ lệ lớn không có ác ý trần mộc buông lỏng một hơi tối thiểu đối phương không có vạch trần chính mình thang sơn quân truy tra nhân viên bị hắn dùng tơ vàng bạch ngọc vòng dẫn đi vậy liền tiếp tục ẩn núp dân phu doanh trần mộc thầm nghĩ cho dù bạch diệu cẩn trong lòng còn có ác ý ta à, cũng không sợ. Bạch Diệu cẩn thực lực mạnh, khí lực lớn, nhưng hắn cũng không kém. Tối hôm qua hai người tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục đối công 93 bên dưới. Ngang tay. Không chỉ có như thế, Trần Mộc điều ra độ thuần thục. Vân thận luyện hình thuật, 5 655 mười 000 ngũ dai, vân thận luyện hình thuật xác thực không có luyện thành giáp phách. Nhưng, hắn còn chồng 6 cái giáp. Hắn cách phách lực thành giáp chỉ kém một đôi bắp chân. Nghĩ tới đây, Trần Mộc thu liễm mờ mịt cảm xúc. Lặng lẽ hướng trong miệng nhét một viên ít cốc hoàng, chậm rãi triển khai vân thận hô hấp phát Luyện đi. Hai ngày sau. Đối chữ đinh bộ dân phu nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật hủy bỏ. Trần Mộc buông lỏng một hơi. Nhưng thu lấy âm minh ti tần suất lại không ngừng đề cao. Bình quân cách một ngày lấy một lần. Dân phu ăn càng nhiều, thân thể lại ngược lại biến gầy đêm khuya đinh dậu doanh lâm vào yên tĩnh chỉ có tuần tra nhân viên giờ bó đuốc tại trong doanh địa ghé qua bờ sông loạn thạch bãi trần một khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá lớn nhu hòa ánh trăng chiếu lấy trần một khuôn mặt thật lâu trần một mở mắt ra thở ra một hơi thật dài kết thúc hô hấp pháp tuần hoàng cách đó không xa một hòn đá bên trên bị đục ra một cái tứ phương lỗ khảm than củi lưới sắt cá nướng mâm gỗ chờ đầy đủ bốn cái hỏa đầu quân xới cơm dùng thùng gỗ lớn bày ở bên người cách đó không xa bên hồ mặt nước đã đảo cái bụng cá tươi phiêu đầy ngươi nửa đêm không ngủ được liền vì nướng cá ăn thúy thúy trống rỗng xuất hiện ở trần một bên người đồng thời một đạo hùng tráng thân ảnh đến chắp tay sau lưng vô thành vô tức từ trong đêm tối hiển hiện trần một con mắt chuyển động nhẹ liếc cả hai liếc mắt không nói chuyện. Trong tay áo lại ngũ quỷ người giấy tề xuất. Cũng đừng bức ta dùng ngũ quỷ dời núi. Hắn đem thu chữ người giấy hóa thành âm hồn hình thái. Điều khiển hắn nhào vào mặt nước, đem uống say ngư nhi vớt tiếng thân bên cạnh thùng gỗ. Chợt dùng tay áo làm che giấu, mở ra ngũ quỷ túi, đem âm minh ti ném vào thùng gỗ. Thời gian nháy mắt, một thùng cá liền cho âm minh ti rút khô. Sau đó hắn sẽ thấy đem âm minh ti ném vào một cái khác thùng gỗ. Như thế hết lần này đến lần khác, tứ đại thùng gỗ cá hoàn toàn biến thành cá khô. Cánh tay dài âm minh ti lập tức biến thành cánh tay dài. Thúy Thúy kinh ngạc nhìn xem Trần Mộc khống chế âm minh ti. Có chút bản sự a. À. Trần Mộc tiện tay cho cá nướng trải lên gia vị, lấy ra hai đầu bỏ vào mâm gỗ, dừng lên tay, đối một người một quỷ thản nhiên nói, ăn sao? giống như mảnh tướng bạch diệu cẩn khẽ giật mình, chợt cười nhạt, đương nhiên. Đinh dậu doanh hỏa đầu quân trụ sở. Trần Mộc lặng lẽ vén màn cửa lên đi vào lều vải. Vang động trời tiếng ngáy liên tiếp. Trần Mộc sờ soạn đi tới cửa ổ rơm bên cạnh nằm xuống. Quay người lại liền đối lên một đôi sáng lóng lánh mắt nhỏ. Ta một mực không ngủ, giúp ngươi nhìn chầm chầm nửa đêm. Tuyệt đối không ai phát hiện ngươi ra ngoài trịnh viên thấp giọng bảo đảm nói ồ trần mộc thản nhiên nói trịnh viên trừng mắt trần mộc ta cho ngươi thả nửa đêm trạm canh gác ngươi một cái a thì xong rồi trần mộc nhíu mày thử thăm dò nói hừm nếu không cảm ơn trịnh viên nhìn đối phương kia mộng bức bộ dáng trần mộc vui vẻ đưa cho hắn một mâm gỗ cho sớm ngươi giữ lại đâu hạch nghiệm thiết thủ vòng hắn đều phải đem ký sinh âm minh ti cá sống giấu ở trên thân. Mập mạp này cái mũi quá linh, mỗi lần đều bị hắn đoán được. Lừa gạt không đi qua, chỉ có thể chắn miệng của hắn. Bằng không sớm dùng mê thần khói đánh ngã rồi. Trình viên lập tức đại hỉ, đưa tay tiếp nhận liền muốn hướng trong miệng lây. Khụ khụ. Vượng A, thúc vậy giúp ngươi nhìn chầm chầm nửa đêm, ngươi có phải hay không cũng được bày tỏ một chút. Trần Mộc một mặt mộng bức ngẩng đầu. Liền gặp ngủ ở tận cùng bên trong nhất tôn ân thất, chính ghé vào ổ rơm bên trên, ngẩng đầu cười hiếp mắt nhìn xem hắn. Trần Mộc toàn thân cứng đờ. Vừa rồi chính ngươi khò khè đánh vang nhất. Hợp lấy là ở vờ ngủ A. Không đợi Trần Mộc mở miệng, mới vừa rồi còn ngủ say như chết một đám đồng bào. Lập tức xoay người ngẩng đầu. Từng cái ghé vào ổ rơm bên trên, nhìn xem Trần Mộc cười hì hì. Vượng a, chúng ta vậy giúp ngươi nhìn chầm chầm đâu? Trần Mộc, hắn cũng không còn ngờ tới a, bọn này hỏa đầu quân thế mà vờ ngủ cảm giác, cái này lùng tịt quá không dùng được. Trần Mộc mặt không cảm giác liếc mắt Trịnh Viên, nhìn chầm chằm nửa đêm a, ai cũng sẽ không phát hiện a. Trịnh Viên không thể tin nhìn xem một đám cười toe toét đồng bào, các ngươi mẹ nói diễn ta a, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ở tại vân trạm sơn sườn núi thang sơn doanh bên trong, thỉnh thoảng truyền đến có người tử vong tin tức. Cũng có đào binh biến thành thay khô bị phủ lên cột cờ. Dân phu doanh vẫn còn an ổn. Mỗi ngày ăn uống no đủ, khai sơn đốn củi, kiến thiết quân doanh, tu tập hậu cần công cụ, bận biểu quên cả trời đất. Trần Mộc trốn ở đinh dậu doanh hỏa đầu quân bên trong. Sớm tối một viên ít cốc hoàng, toàn bộ ngày bảo trì vân thận hô hấp pháp không thay đổi nương theo độ thuần thục tăng lên, phách lực từ sau sọ não xương chậm vị trí hướng ngoại tràn ra, liên tục không ngừng. Trách không được nói du phách là phách lực nguồn suối. Trước đó sáu loại luyện hình thuật đều là các xén bản. Giờ phút này đụng tới vân thận luyện hình thuật. Cuối cùng cảm nhận được cái gọi là nguồn suối. Ông. Chính cắt lấy món ăn trần một đột nhiên chấn động. Cơ hồ dung nhập thường ngày làm việc và nghỉ ngơi vân thận hô hấp pháp đột nhiên bị đánh gãy. Toàn thân da dẻ không hẹn mà cùng truyền đến một cổ thanh lương xúc cảm. Tinh thần một nháy mắt trở nên thanh minh mấy phần. Cả người từ trong lòng nổi lên một trung cảm giác an toàn. Tự như thân ở cực địa hàng băng, đột nhiên đi vào một chỗ ấm áp gian phòng. Giáp phách. Trần một khóe miệng nhếch lên, không nhìn được lộ ra khuôn mặt tươi cười đi tới dị thế giới gần 4 năm. Cuối cùng. Cuối cùng luyện thành giáp phách. Một cổ to lớn cảm giác thỏa mãn nháy mắt tràn ngập trần mộc trong tim. Đáng tiếc giới giáp không ở chỗ này. Mười năm luyện hình, trăm năm nuôi phách. À. Chương 147, Thanh Sơn. Đêm khuya, ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha gió nhẹ tự đến, thổi đi khô nóng. Trần Mộc theo thường lệ ở bên hồ vung xuống say mồi, ngồi ở trên tảng đá lớn kiên nhẫn chờ đợi. Ở đây sao vồ xuống đi, Long Vương thật muốn tới tìm ta nha. Trần Mộc vui vẻ nghĩ đến. Từ khi mân mê ra say mồi, ăn bán cho ăn cái túi, không biết bao nhiêu cá mệnh chết bởi tay hắn. Ta đều giáp phách, Long Vương thật muốn tới. Vậy cũng chỉ có thể sách thùng chạy trốn rồi. Hừm, đối phó một hai lính tông tướng cua cũng không có vấn đề. Tâm niệm vừa động, não hải hiển hiện bảy loại thần ý đồ. Trần một toàn thân cao thấp, lập tức bị đen nhánh phách lực bao khỏa. Một cổ an toàn thoải mái dễ chịu cảm giác, lập tức tràn ngập toàn thân. Chỉ mất một lúc, liền tựa như ngủ ngon giấc bình thường. Trách không được nói giáp phách có thế duyên thọ. Đại khái là là ngăn cản tinh khí trôi qua, biến tướng duyên thọ mười năm luyện hình, trăm năm nuôi phách. Chỉ cần trăm tuổi trước đó dưỡng thành giáp phách cũng không muộn. Vậy nói rõ giáp phách ít nhất có thể để cho trăm tuổi lão giả lại sống thêm hai mươi ba mươi năm. Vậy ta chẳng phải là còn có thể sinh long hoặc hổ nhảy nhót một trăm năm. Trần một mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái này dạng hắn thì có càng nhiều khi ở giữa đi soát độ thuần thục, đi thăm dò không biết thế giới. Cổ tay khẽ đảo, một thanh hạt sen sắc xuất hiện ở lòng bàn tay phách lực bao trùm, Trần Mộc chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Chi chi chi. Rợn người kim loại tiếng ma sát vang lên. Trần Mộc buông tay ra, mấy chục mai hạt sen sắc bị bóp thành một thể. Vặn vẹo hình dạng mang theo ẩn ẩn hồng quang, ẩm ướt không khí đều bị nóng bỏng có chút vặn vẹo. Bóp sắc thành buông Đưa tay nắm đen nhánh da dẻ, cảm giác giống tại bóp cứng rắn chất thuộc da. Có thế chỉ cần hắn nghĩ, cái này hơi mỏng màng đen ngay lập tức sẽ có thế không thể phá vỡ. Tối thiểu thường thấy binh khí vô pháp phá vỡ. Ở nơi này tầng phách lực giáp trụ trước mặt. Bình thường võ giả công kích không hề có tác dụng. Móc ra tụ lý kiếm, nhẹ nhàng đâm về lòng bàn tay, chậm rãi tăng lực, cho đến lớn nhất khí lực. Một tia đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến. Nếu là dày nữa một chút, đoán chừng sẽ không biện pháp đâm trách. Trần Mộc nghĩ đến Bạch Diệu Cẩn đối phương Tây không đón hắn 93 bên dưới tụ lý kiếm, lông tóc không hư hại, cũng là bởi vì phách lực hùng hậu. Trần Mộc nhìn về phía độ thuần thục. Vân thận luyện hình thuật, 6.110.000 ngũ dai, chờ ta vân thận luyện hình thuật đại thành. Đồng thời điệp gia bảy loại phách lực. Phách lực hẳn là cũng vẫn được. Trần Mộc vui tươi hớn hở nghĩ đến. Thang Sơn quân thỉnh thoảng lên núi, nhưng cái này cùng dân phu doanh không hề quan hệ. Trần Mộc mỗi ngày trung thực nấu cơm soát độ thuần thục. Hắn cũng tò mò than sơn quân luyện thế nào binh. Nhưng nghĩ tới đêm đó bị hắn lưu lấy cuốn hồ chạy tám vòng người áo đen, Trần Mộc liền bỏ đi suy nghĩ. Những người kia thực lực không đơn giản, hắn không muốn gây phiền toái. Âm hồn người giấy cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài thả. Hư thực biến hóa có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm được Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy. Dù luyện thành giáp phách Ngũ quỷ túi cũng nhiều âm hồn hình thái, nhưng thế giới như cũ nguy hiểm, không thể lãng. Trần Mộc khuyên bảo chính mình, sau đó tiếp tục ta tại đinh dậu doanh bên trong ăn ít cốc hoàng, xoát luyện hình thuật. Nghĩ đến Thang Sơn quân lộ ra thực lực, Trần Mộc liền đau đầu. Thiên cơ lệnh, không tốt đoạt a. À. nửa tháng sau, đại quân xuất phát, tại vân trạm sơn ở bên bờ hồ Nguyệt Nha dừng lại gần một Nguyệt về sau thang sơn quân cuối cùng hoàn thành sơ bộ huấn luyện lần nữa mang binh bắc thượng rộng lớn quan đạo hai bên là xanh biếc thanh sơn liếc mắt không nhìn thấy đầu thật dài đội xe chậm rãi hướng về phía trước tiếng bước chân xe ngựa bánh xe thanh âm tiếng nói chuyện súc vật tiếng kêu to đang vào một chỗ đinh dậu doanh hỏa đầu quân trong đội xe trần mộc ngồi dựa vào xe ngựa phía bên phải sau lưng trên xe ngựa là một đống chiên vải cột gỗ, dây thừng, đinh sắt chờ lều vải bộ kiện. Chúng ta muốn đi đâu? Trần Mộc nhẹ giọng hỏi. Thanh Sơn huyện. Thúy Thúy ngồi ở hàng hóa đỉnh tim phía bên phải, hai tay đỡ tại thân thể hai bên, hai chân nhẹ nhàng lung lay. Thanh Sơn huyện. Cái kia hắn ban sơ phủ xuống huyện thành nhỏ. Tiền thân quê hương. Nơi đó có âm hồn ẩn hiện. Hắn không nghĩ tới, hội hợp nơi này lần nữa phát sinh gặp nhau đâu chỉ là có âm hồn. Đều thành quỷ thành đi. Trần một con ngươi co rụt lại. Lúc trước hắn liền nghe nói, phương Bắc chiến loạn, rất nhiều thành thị bị đồ diệt, biến thành âm hồn quỷ vực. Nhưng hắn không nghĩ tới, thanh sơn huyện sẽ trở thành một tòa thành không, quỷ thành. Cũng không biết bọn hắn rời đi thanh sơn huyện sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Giới giáp nói qua, thiên cơ lệnh chỉ xuất hiện ở âm hồn hội tụ chỗ. Thanh Sơn huyện trong có thiên cơ lệnh. Trần Mộc hiểu rõ. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt thúy thúy. Cái này một người một quỷ, cũng ở đây tìm thiên cơ lệnh. Trần Mộc con mắt không khỏi nheo lại. Bạch Diệu Cẩn tỷ lệ lớn là giáp phách. Nhưng ta cũng là giáp phách. Thúy Thúy là cường đại âm hồn. Nhưng ta có ngũ quỷ dời núi chú. Ta còn có định hồn cọc. Nếu là đột nhiên xuất thủ, giết các nàng một trở tay không kịp. Tính toán một chút, ta sao có thể có nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Trần Mộc liên miên khuyên bảo chính mình. Loại này không có trăm phần trăm nắm chắc sự tình, không thể nghĩ lung tung. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Thúy Thúy đột nhiên ngã lao đầu xuống, xinh xắn gương mặt xích lại gần, một mặt hồ nghi nhìn xem Trần Mộc. Ta tại nghĩ đêm nay thêm đồ ăn, là nướng sơn lộc vẫn là nướng lợn rừng. Trần Mộc mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. Có đúng không? Thúy Thúy nhíu mày, vậy ta làm sao cảm giác một cổ nhàn nhạt ác ý? Trần Mộc giật mình trong lòng, lập tức tập trung ý chí. Có thể là thượng quan gia người muốn gây sự đi. Trần Mộc bất động thanh sắc châm ngòi. Không có khả năng. Thúy Thúy chắc chắn, bọn hắn còn muốn mời Tiểu Bạch hỗ trợ tìm thiên cơ lệnh đâu. Tuân thủ lời hứa, là bởi vì đổi ý giá trị không đủ lớn. Vạn nhất bọn hắn mặt ngoài hợp tác, kỳ thực muốn nuốt một mình thiên cơ lệnh. Trần Mộc Ý vị thăm trường tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Độc chiếm. Vốn chính là cho bọn hắn tìm, tại sao phải độc chiếm? Thúy Thúy nghi hoặc. Tự như nghĩ đến cái gì đó gương mặt xinh đẹp phát lạnh, chẳng lẽ bọn hắn muốn trốn nợ? Quyệt nợ. Ta có phải hay không nghĩ lầm rồi cái gì? trần mộc khẽ giật mình bạch cô nương không cần thiên cơ lệnh đây chính là tiếng về hải ngoại trân quý vé tàu khắp thiên hạ tổng cộng cũng liền chừng một trăm khối thúy thúy ngay tại suy nghĩ thường quan gia quịt nợ các loại khả năng không kiên nhẫn liếc liếc mắt trần mộc tiểu bạch trời sinh đạo cốt muốn món đồ kia làm gì trần mộc lại mẹ nó là lão thiên gia nhóc con đây liền kia hơn hai mét mảnh tướng huynh Trần Mộc chỉ cảm thấy một hơi buồn bực ở trong lòng ngực. Bản thân thay đổi dung mạo, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp, cả ngày nơm nớp lo sợ, đến bây giờ cũng còn đối thu hoạch thiên cơ lệnh không có đầu mối. Có thế vị kia mảnh tướng huynh lại trời sinh đạo cốt. Cái này không phải tương đương với trong miệng ngậm lấy thiên cơ lệnh xuất sinh sao? Trần Mộc ghen tị da mặt trút trút. Hơi kém hiện ra nguyên hình. Ngươi cũng muốn thiên cơ lệnh. Thúy Thúy đột nhiên lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Mộc. Ta muốn món đồ kia làm gì? Trần Mộc một mặt lạnh nhạt, được bao nhiêu bạc? Ha! Ngươi người này quả nhiên không thành thật. Thúy Thúy cười ha ha. Bạc! Kia đồ vật tiểu bạch trong nhà nhiều rỉ sét. Thúy Thúy cười tủm tỉm, chúng ta muốn bạch ngọc tiền. Thượng quan kỹ đáp ứng cho chúng ta 10 khỏa bạch ngọc tiền. Bạch ngọc tiền. Đó là cái gì? Trần Mộc trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Thế nào? Chỉ cần ngươi cho chúng ta 11 khỏa, chúng ta trước hết giúp ngươi tìm một viên thiên cơ lệnh. Thúy Thúy như cười như không nhìn xem Trần Mộc đạo. Trần Mộc nhíu mày trầm tư, nếu không. Ban đêm vẫn là ăn hưu nướng đi, thịt mềm. Ha ha. Chương 148, Duyên Phận Đại Lương năm 642, 12 tháng 4 Thanh Sơn huyện bên ngoài, Tiểu Đông Sơn bên dưới, Bạch Lãng bờ sông Trần Mộc cơ hồ đều không nhận ra Tiểu Đông Sơn bộ dáng. Từ xa nhìn lại, phía tây ngọn núi sụp đổ, tại sườn núi vị trí hình thành một mảnh sườn đồi. Trần Mộc nhớ được, nơi đó là thanh phong quán đương thời tu tế đàn địa phương. Địa chấn quả thật cùng thanh phong quán có quan hệ đại hỏa lại là chuyện gì xảy ra hai năm trước trần một trời đi cùng ngày liền phát sinh đại biến theo di chuyển nạn dân nói ngoài thành địa chấn thành bên trong đại hỏa tử thương thảm trọng cầm quyền huyện thừa cùng thủ thành binh sĩ tử vong còn thỉnh thoảng bộc phát tà ma hại người sự kiện lúc đó thành bên trong nhân tâm hoảng sợ ai cũng không dám tiếp tục ở tại thanh sơn huyện ào ào thoát đi nhưng mà phía sau tại sao lại thành quỷ thành sẽ không lại là người làm A. À. Trước có thanh phong quán, sau có triều thiên vương, đại lương phương bắc vậy cả ngày truyền đến các loại tình huống bi thảm. Thực tế không trách Trần Mộc nghĩ lung tung. Cái này để người ta thân bất do kỹ đáng ghét thế đạo A. À? Hắn thở dài một hơi không nghĩ nhiều nữa. Đi theo hỏa đầu quân đám người chôn nồi nấu cơm. Ban đêm, Trần Mộc cách bụi cỏ lau bên trong bí ẩn khúc sông, mang theo lần nữa dài đến cánh tay dài âm minh ti rời đi đinh dậu doanh hỏa đầu quân trụ sở trần mộc dẫn theo một đầu cực đại đùi heo nướng đi vào lều vải tiện tay ném cho mập mạp trịnh viên sau đó mới vừa rồi còn ngủ say như chết hỏa đầu quân nhóm lập tức xoay người bò lên có cầm cắt thịt thớt gỗ có chút trải chiên vải đệm có bày ra khối gỗ bát đũa thậm chí còn có cái da hỏa từ trong ngực móc ra một bao làm xào củ lạc nhất tuyệt chính là hắn thất thúc hắn lấy ra một bình ít rượu Thang Sơn quân đề cao thu lấy âm minh ti tần suất. Doanh địa những người khác từng cái biến gầy, liền đám này hỏa đầu quân không gầy, trịnh viên kia thấp lệ tè còn mặt mấy cân. Trần một trận mắt trừng một cái nằm lại ổ rơm. Nếu không, đi thanh sơn huyện nhìn xem. Trần Mộc rất mau đánh tiêu ý nghĩ này. Nơi đó có thiên cơ lệnh, nhưng cũng có âm hồn quái. Không vội, trước tiên đem vân thận luyện hình thuật soát đến đỉnh. Vân thận luyện hình thuật đề cao, bảy loại phách lực đồng thời tăng nhiều. Đây cũng là khác loại điệp gia đi. Làm không được tên cơ bắp, nhiều xuyên mấy tầng áo chống đạn cũng là tốt. Hắn hạ quyết tâm. Không đem giáp xếp xong. Cũng không vào thanh sơn huyện. Ném hai cái nhỏ người giấy ra ngoài làm tham tiếu. Trần một tâm niệm vừa động, điều ra màu xám vách tường. Viết, 3.410.000 nhị giai, tranh vẽ, 5.967.000 nhị giai, ném; 9.461.000 tứ giai, trù nghệ; 3.980.000 tam giai, chế dược thuật; 5.265.000 tứ giai, tụ lý kiếm; 4.359.000 tứ giai, ngũ quỷ dời núi chú; 1.201.000 thất giai, dịch hình thuật; 3.957.000 tam giai, hồng chuẩn luyện hình thuật cực hạn, bích nhãn kim viên luyện hình thuật cực hạn vượng trắng luyện hình thuật, cực hạn, hắc hổ luyện hình thuật, cực hạn. Bạch Ngọc Thiềm Thư luyện hình thuật, cực hạn thiên xà luyện hình thuật, cực hạn, vân thận luyện hình thuật, 7.085-10.000 ngũ dai, hắn từ trên xuống dưới xem. Nhất là tại mấy cái kia cực hạn luyện hình thuật bên trên nhìn nhiều vài lần, trong lòng phá lệ thỏa mãn. Đáng tiếc tinh lực không đủ. Ban sơ mấy cái kỹ năng một mực tại kia treo, quả thực có chút chướng mắt hạt sen sắc ngược lại là sắp đột phá. Trần Mộc có chút không hứng lắm. Phách lực xuất hiện, để cấp cao võ giả lực phòng ngự tăng nhiều. Ngũ giai tụ lý kiếm có thể phá giáp, có non nửa công lao phải thuộc về thuộc ô mộc kiếm. Hạt sen sắc cũng không có phá giáp công hiệu. Thuận theo tự nhiên đi. Trần Mộc dự định bắt cá nuôi rau hẹ thời điểm nhiều đánh hai lần nước phiêu. Hay là trước luyện vân thận luyện hình thuật ghép lại giáp phách vạn nhất có sơ hở đâu. Ba ngày thời gian, dân phu doanh cấp tốc xây dựng cơ sở tạm thời. Cuộc sống ngày ngày qua, Thang Sơn quân bắt đầu hướng Thanh Sơn huyện phương hướng thăm dò tiến lên. Nhưng cái này cùng Trần một bọn hắn những này dân phu không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần ăn ngon uống ngon, làm tốt trao hẹ là được. Bắt đầu trần một còn sợ thang sơn quân đánh tan, đoạt thiên cơ lệnh liền chạy. Vậy hắn đơn thương độc mã, liền thật sự không có chút nào cơ hội. Bọn hắn ngược lại là nghĩ. Thúy Thúy một mặt khinh thường. Thiên cơ lệnh ngẫu nhiên xuất hiện, sẽ còn chuyển di, ai ngờ đạo tàng ở đâu cái âm hồn thể nội. Nói không chừng liền giấu ở ngươi cộng sinh âm hồn bên trong. Thúy Thúy một mặt chế nhạo trên dưới dò xét Trần Mộc. Trần Mộc trận mắt trừng một cái không nói chuyện. Tụ lý kiếm sưu 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 lúc ẩn lúc hiện, bạch diệu cẩn bắt tới hơn 10 cái gà rừng không đầy một lát liền bị xử lý sạch sẽ. Bạch Diệu cẩn lại muốn nói lại thôi nhìn xem Trần Mộc. Cái này kiếm pháp nàng nhận biết. Tốc độ nhanh, lực đạo lớn, còn đặc biệt sắc bén. Đêm đó nếu không phải nàng phách lực tập trung song quyền, cánh tay đều cho buộc nát như. Nhìn lại nhìn, vẫn là nhìn không được chất vấn, ngươi hay dùng cái này. Nấu cơm. Cái này không chà đạp kiếm pháp sao? Kia không thể, bình thường ta đều dùng ngũ quỷ dời núi, so cái này dễ dàng hơn. Trần Mộc trong lòng suy nghĩ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường lạnh nhạt gật đầu. Ngươi đối võ công vận dụng thực sự là suy nghĩ khác người. Bạch Diệu cẩn nghĩ nửa ngày mới một mặt cổ quái nói là không làm việc đàng hoàng. Bạn môn tà đạo. Ha ha. Thúy Thúy lại vui ha ha trêu chọc. Trần Mộc cũng không đáp lại, mà là giả vờ như vô tình tìm hiểu, thường quan kỹ dự định cứ như vậy một chút xíu đẩy qua. Không phải còn có thể làm sao? Thúy Thúy nhún nhún vai. Chẳng lẽ không có bí pháp, nhanh chóng điều tra? Trần Mộc bất động thanh sắc tiếp tục thăm dò. Có cái cái rắm. Thúy Thúy tùy tiện. Còn không phải được từng cái đánh tới. À. Vậy cũng là khác loại quét dọn tà ma đi. Trần Mộc không khỏi lắc đầu. Hống lừa gạt người khác lấy mạng chồng chứ sao thúy thúy xem thường bạch ngọc linh tiền không dễ kiếm a à. thúy thúy thở dài liền tốc độ này không có tầm năm ba tháng đừng nghĩ có kết quả thúy thúy một mặt không kiên nhẫn nếu là đụng tới những người khác lai sướng ngán chân phiền toái hơn có đúng không trần mộc một mặt đồng tình vậy ta liền yên tâm rồi đêm khuya bạch lãng bờ sông Ngươi trước kia thật sự ở nơi này hỗn râu quai nón cũng đỡ không nổi khuê đà trên mặt hồ nghi ngươi còn đừng không tin ta trước kia thế nhưng là thanh sơn huyện đệ nhất đại bang bạch lãng ban ban chủ trương dịp một mặt tự đắc không tin ngươi đi về hỏi chân phồn bạch lãng sông phụ cận hoàn cảnh ta không thế quen thuộc hơn được bí ẩn lộ tuyến ta càng là rõ rõ ràng ràng đối chúng ta tới nói dò xét thang sơn quân trụ sở hoàn cảnh sống liền giống như lấy đồ trong túi. Hai người giờ phút này toàn thân áo đen, đi theo phía sau năm sáu cái đồng dạng áo đen hán tử. Một đoàn người tại bụi cỏ lau bên trong khắp nơi đụng, nhìn xem tự như con ruồi không đầu, nhưng thủy chung hướng tiểu đông sơn phương hướng sông. Lần trước đại liễu thụ thôn nhiệm vụ, ngươi cũng nói lấy đồ trong túi. Kết quả đây. Ngươi đều nhanh chết thành tư lệnh không lính rồi. Khuê đà trợn trắng mắt phản bác làm sao nói nha ta vẫn là không phải ngươi đường chủ rồi trương diệp trâu quai nón bên dưới mặt to phòng đỏ đen ngươi đừng không biết tốt xấu lần này cùng ta ra tới chính là đến nhặt công lao nhẹ nhõm thu hoạch tình báo còn không dùng liều mạng so với đối phó những cái kia không nhìn thấy đồ chơi không biết hạnh phúc gấp bao nhiêu lần khuê đà biểu môi vừa định phản bác trương diệp liền một mặt hưng phấn đem hắn miệng che nhìn phía trước phụ cận người đều chết hết người này hơn nửa đêm ở nơi này mò cá nhất định là thang sơn quân người chỉ cần bắt về chúng ta công lao không thì có sao trương dịp hưng phấn toàn thân phát run gần nhất thời gian không dễ chịu a à, thực lực không đủ ép không được bọn thủ hạ lại bị phía trên nhằm vào an bại nguy hiểm nhiệm vụ thủ hạ không có thực lực chết rồi có thực lực chạy tại à không lập công đoạt giải lôi kéo người tâm, hắn liền thật thành tư lệnh không lính nha. Khổ tận cam lai. Cái này chẳng phải chuyển vận sao. Trương Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo đồng dạng hai mắt sáng lên khuê đà lặng lẽ hướng sông nhỏ vịnh tới gần. Trương Diệp. Khuê đà. Còn muốn bắt bản thân đi lập công. Ngay tại cạo vẫy tẩy bẩn, chuẩn bị cá nướng trần mộc nở nụ cười. Cái này. Đại khái chính là đặc biệt duyên phận. Chương 149, không dám. Dưới ánh trăng, bụi cỏ lau theo gió phiêu diêu. Trương Diệp Khuê đã mấy cái tráng hán, công lưng, hóp lưng lại như mèo, làm tặc một dạng chậm rãi ẩn nút. Khuê đã đi tới đi tới lại đột nhiên dừng lại, lão Trương, ta có phải hay không hoa mắt, làm sao một người biến hai người rồi. Trương Diệp cảm thụ được tứ chi quen thuộc bụng rũng, gương mặt chết lặng. Ta đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới kia bệnh tâm thần hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một mặt mơ hồ khuê đà bất động thanh sắc hỏi khuê a à? trên thân không mang tiền a à. khuê đà sao làm sao rồi trương diệp không nhìn được cười trên nỗi đau của người khác đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai à nha ha tự cầu phúc đi sau đó hắn liền cố nén buồn ngủ tại khuê đà kinh ngạc ánh mắt bên trong mấy lần vặn vẹo điều chỉnh thân hình thư thư phục phục nằm ngửa ở bên cạnh thật dày một tầng cỏ lau bên trên trần mộc thuần thục như vậy sao nhìn xem ngã trái ngã phải một hàng người áo đen trần mộc thở dài một hơi thật xa lại vẫn chạy tới cho ta tặng lễ nhiều không có ý tứ sau đó trần mộc liền thuần thục tiến lên sờ thi trần mộc đột nhiên nghĩ đến sờ thi hạng kỹ thuật này tự hồ vẫn là trước mắt cái này lưu manh đầu lĩnh tự mình giúp hắn luyện đâu. Nửa ngày, Trần Mộc liền một mặt suối quẩy thu tay lại. Đám người này liền khuê đà trên thân mang hai cái kim bánh bột ngô. Cái khác nhiều lắm là chính là mấy khối bạc vụn. Trương Diệp trên thân càng là một tiền đồng cũng không có. Một bọn kẻ nghèo hèn. Nhìn xem dễ chịu nằm ở thật dậy cỏ lau cột bên trên Trương Diệp, Trần Mộc càng xem càng khó không mang tiền còn muốn ngủ giường lớn phòng. Nghĩ hay thật. Hắn thuận tay liền đem Trương Diệp lay đến bùng sa hà trên gền bãi. Sau đó đem khuê đã đem ném đi rồi đi lên. Dù sao. Hai cái kim bánh bột ngô đâu. Bạch lãng bờ sông, lại một nơi bình tĩnh khúc sông bên cạnh. Lãm nhảm ba ba ván dầu tiếng nổ vang từ tảng đá lò nướng bên trong truyền ra. Nhường cho người thèm nhỏ giải mùi thơm khuếch tán. Trần Mộc tràn đầy lo lắng nói, kinh hồng ban người đến. Rất bình thường. Thúy Thúy ngồi chung một chỗ dạng sợi trên tảng đá lớn hỗn không thèm để ý toàn bộ Nam Dương Phủ, liền thanh sơn huyện một nơi âm hồn hội tụ chi địa. Thiên cơ lệnh chỉ có thể ở đây. Nàng hai tay chống tại thân thể hai bên, hai chân nhẹ nhàng tới lui, biết rõ tin tức, có chút bản lãnh. Cũng không liền đều tới à. Còn có những người khác. Trần Mộc trực giác nhức đầu vô cùng, vạn nhất bọn hắn đánh lên làm sao bây giờ? Tới thế lực càng nhiều, lại càng hỗn loạn. Hắn đã muốn an an ổn ổn đem vân thận luyện hình thuật soát ra tới. Sau đó lại đi lặng lẽ thuận một viên thiên cơ lệnh. Cần phải thật loạn lên, hắn đầu tiên liền không có cách nào hảo hảo luyện công. Tiếp theo, cường nhân biến nhiều, giành thiên cơ lệnh càng khó khăn. Thấy Trần Mộc tinh thần không thuộc về, Thúy Thúy không khỏi trận mắt trừng một cái, cười hì hì trào phúng, người lá gan thật là lớn. Trần Mộc lại thở dài lắc đầu. Nếu như ngươi nghe qua một câu, liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì như thế sợ. Lời gì? Thúy Thúy hiếu kỳ. Liền ngay cả Bạch Diệu Cẩn cái này đã từng đạm mạc, cũng không khỏi nhìn về phía Trần Mộc. Trần Mộc vẻ mặt thành thật, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Thúy Thúy có chút mộng ý gì? Trần Mộc tràn đầy bất đắc dĩ, thế giới này đối với ta người tốt như vậy thực tế quá hà khắc rồi. Hắn mắt mang bi thương, ta nhất định phải đem hết toàn lực tranh thủ, vắt hết ốc mưu đồ, tài năng ở nơi này phân loạn thế giới bên trong, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thúy Thúy Bạch Diệu Cẩn Ngươi có phải hay không đối người tốt định nghĩa có cái gì hiểu lầm? Thật lâu, Thúy Thúy mới lấy lại tinh thần, một mặt tức giận nói, đem ngươi viên kia nhỏ trái tim bỏ vào trong bụng đi thiên cơ lệnh lại không chỉ một mai không có nắm chắc ai cũng sẽ không lên tranh chấp thanh sơn huyện bên trong phiêu đầy tiểu khả ái nhanh chóng đẩy tới sớm hơn tìm kiếm được thiên cơ lệnh mới là tốt nhất phương án nói không chừng vì tăng tốc tiến độ bọn hắn sẽ còn liên hợp lại đâu thúy thúy nói chưa dứt lời cái này một giải thích trần mộc thì càng lo lắng liên hợp lại tăng tốc tiến độ tà ác chủ bài còn không có chuẩn bị xong các ngươi đã muốn hòa đàm còn muốn gia tốc đẩy tới như vậy sao được Trần một cúi đầu suy nghĩ được cho bọn hắn toàn bộ lớn ba ngày sau ban đêm bảy tám điểm bộ dáng thanh sơn huyện nam môn kinh hồng ban doanh địa tới gần hướng cửa thành một cái nơi hẻo lánh bên trong một cái không lớn xám trắng lều vải đứng ở đó Trương Diệp tráng hai bên các thiếp một tấm tổ minh phù, một mặt ưu sầu hướng trong miệng ném một viên củ lạc. Thời gian này, lúc nào là một đầu A? À. Trương Diệp lĩnh nhiệm vụ dò xét thang sơn quân. Kết quả bị người đánh ngã, một giấc đến hừng đông. Nhiệm vụ thất bại, vốn là tình cảnh bất lợi Trương Diệp càng gian nan. Đồng dạng tại tráng hai bên dáng tổ minh phù khuê đã bưng chén rượu lên, tư trượt một hớp uống cạn, một mặt tức giận phàn nàn. Ta xem như thấy rõ, ngươi chính là cái kẻ xui xẻo. Ngươi tính toán, ngươi cái này đều mang tán mấy cái đội ngũ à nha. Chúng ta giải thể được rồi. Trương dịp một mặt thịt đau từ trong ngực lấy ra một tấm tổ minh phụ đưa cho Khuê Đà. Lại liếc mắt bên cạnh trong mông nhìn xem hắn chân phồn, không thể không cắn răng lại lấy ra một tấm đưa tới. Còn tán sao? Trương dịp gương mặt xinh không thể luyến. Nửa đời người vốn liếng đều móc rỗng à một tấm tổ minh phù ban đầu muốn 2.500 sau này chậm rãi tăng tới 3.500 lượng kết quả cũng không biết tên vương bác đảng nào xào cao giá hàng trong vòng một đêm liền tăng tới 4.000 lượng đáng chết nhà môi giới trương diệp lại đi trong miệng ném một viên củ lạc ngẫm lại hai năm này tao ngộ lại không khỏi buồn từ đó tới đường đường kinh hồng ban bạch hổ đường đường tiền đường chủ dưới tay liền dư hai người a à thật sự phụ tá đắc lực a à, không tiêu tan, không tiêu tan. Chân phồn cười hì hì. Cái này đồ vật thế nhưng là có thế bảo mệnh. Cái khác đường chủ cũng sẽ không hào phóng như vậy cho thủ hạ phát tổ minh phù. Khuê đã nhíu mày nắm bắt tổ minh phù, làm sao có cổ mùi vị. Trương dịp hờ hững liếc đối phương liếc mắt, hả, trước đó sợ nhường cho người sợ đi, ta đem nó khâu dày đệm nhi bên trong. Mấy ngày gần đây nhất trời nóng, suốt mồ hôi nhiều, có thể là ướt ngon miệng rồi. Khuê đà. Ta cơm này còn có ăn hay không rồi? Lão đại, ngươi nói kia bệnh tâm thần vì sao bắt lấy chúng ta không thả? Chân phùng nghi hoặc hỏi. Ta mẹ nó cũng muốn biết. Trương Diệp sinh không thể luyến. Khi bệnh tâm thần khói mê thật lợi hại như vậy. Khuê đà không tin. Hắn cảm thấy lần trước chính là bất cẩn rồi. Thả khói mê loại này bên dưới tam lưu thủ đoạn, xem xét chính là hạng người vô danh chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt giải độc hoàng sẽ không sợ lại an bài tốt mai phục nhất định có thể một lưới bắt sạch khuê đa một mặt tự tin nếu không chúng ta làm hắn một phiếu khuê đa tràn đầy phấn khởi sau đó ngẩng đầu liền thấy trương dịp cười hít mắt nhìn xem hắn có phải là có chút choáng khuê đa một mặt mờ mịt là có chút Trương Diệp cấp tốc dãy dụ thân thể điều chỉnh tư thế. Sau đó đem trán tổ minh phù vô xuống nhét vào đũng quần, cuối cùng một mặt người từng trải nhìn xem khuê đà, ngươi còn kém chút nhi kinh nghiệm a. À. Nói xong cũng cổ nghiêng một cái, ngủ say như chết lên. Khuê đà cố nén buồn ngủ nhìn về phía đối diện chân phồn. Phát hiện đối phương lại đã sớm thành chữ lớn trên mặt đất nằm xong Khuê đà. Thảo. Cái này kinh nghiệm ta mẹ nó không muốn một đoàn khói đen tại trong trướng bồng trống rỗng hiển hiện trần một nhìn xem ngủ say như chết trương dịp chính phản không khỏi cảm khái vậy mà có thế cấp tốc phát giác mê thần khói là hạ dược quá nhiều có tính kháng dược à nha được rồi có rảnh đổi nửa đổi phối phương đi khống chế người giấy âm hồn ném một cái túi vải sau đó biến thành người giấy hình thái lấy súng khuê đà trên trán tổ minh phù vèo một cái liền bay ra lều vải, biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, trương diệp thần thanh khí sản mở mắt ra. Đầu tiên móc móc tổ minh phù. Còn tốt. Sau đó hắn liền chú ý đạo thân bên trên một cái vải xám túi. Khi bệnh tâm thần cho. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở ra. Một tấm cực đại trên tờ giấy trắng, giống như đúc vẽ lấy một trương sơn nước đồ mặt trên còn có không ít thần thái khác nhau tiểu nhân vị mãnh tướng này huynh cơ ngực như thế phát đạt khuôn mặt lại khí khái hào hùng xinh đẹp như nữ tử thật ao ước a à. đại ca cái này tự hồ là thang sơn quân doanh địa bố phong đồ chân phồn hưng phấn hai mắt đỏ bừng mau tới báo a à. vừa tỉnh lại khuê đà vậy kích động trên trán mất đi tổ minh phù cũng không để ý Khi bệnh tâm thần sẽ tốt bụng như vậy Trương Diệp bị hố sợ. Bản năng hoài nghi. Đại ca, hắn đều cho, ngươi dám không báo cáo sao? Chân phồn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Không sợ kia bệnh tâm thần lại giết cái hồi mã thương A. Trương Diệp một mặt bị khuất, không dám. Chương 150, cơ hội. Lão Trương, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này. Tả thắng kinh ngạc nhìn tường tận doanh địa đóng giữ đồ chính là chỗ này họa phong làm sao có chút quen. Lần trước ta bất cẩn rồi, nửa đêm ra ngoài, tối lửa tắt đèn, kết quả tại bụi cỏ lau bên trong lạc đường, đem sự tình làm đập phá. Trương Diệp tầm mắt buông xuống tràn đầy xấu hổ. Sau này ta rút kinh nghiệm xương máu, cẩn thận nhiều lần dò xét. Thậm chí đương thời cho ngải sơn phỉ buông lậu lương thực bí đạo đều cho dùng tới. Lúc này mới có bức tranh này. Trương Diệp mặt mũi tràn đầy thổn thức, mấy ngày nay ta đi sớm về tối thật sự là quá khó khăn rồi tả thắng phức tạp nhìn xem trương diệp nếu không phải hai ta lều vải cách gần ta mẹ nó liền tin rồi ngươi mỗi ngày đặt trong lều vải ăn củ lạc uống ít rượu ngươi nghĩ ta không biết nha nói thật tả thắng thản nhiên nói lời nói thật chính là cái này đồ vật ta cũng không biết làm sao tới trương diệp đàng hoàng nói đây cũng là hắn đến tìm tả thắng nguyên nhân. Đóng giữ đồ tới không hiểu thấu, chính hắn đưa trước đi, không tránh được bị tra hỏi. Tả thắng làm kim ngộ đoạn quan môn đệ tử, liền không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn một năm một mười đem sự tình nói cho tả thắng. Lần trước đi bụi cỏ lau, cũng là bị người mê choáng. Tả thắng kinh ngạc, người kia có thể đánh ngã ngươi, vì cái gì không giết ngươi. Trương Diệp lúng túng nửa ngày, đại khái là thói quen. Tạ thắng. Khi bệnh tâm thần không phải lần đầu tiên làm như vậy. Trương Diệp một mặt khổ bức giảng thuật hắn từ Thanh Sơn huyện bắt đầu xui xẻo kiếp sống. Người nói bạch hổ đường lâm sát tử vong đêm đó, vậy phát giác được tương tự khói mê. Tạ thắng con mắt không khỏi nheo lại. Ừm. Trương Diệp một mặt phức tạp gật đầu, lúc đầu ta còn rất cảm kích hắn đâu. Để ta làm đường chủ. Thật không nghĩ đến, đây chẳng qua là một hệ liệt xui xẻo kiếp sống bắt đầu quay đầu ngẫm lại từ khi gặp được cái này bệnh tâm thần nhân sinh của ta liền bắt đầu xui xẻo bạch lãng ban ban chủ làm không được bạch hổ đường đường chủ cũng nên không được hiện tại cũng gần thành tư lệnh không lính nha nói nói một mét tám râu quai nón đại hán không khỏi buồn từ đó đến người biết bọn hắn sau lưng đều gọi ta cái gì không ban phái kẻ hủy diệt đoàn diệt người dẫn đường tả huynh đệ ca ca trong lòng ta khổ a à. tả thắng sư huynh a à, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt trương huynh yên tâm có ta ở đây ngươi công lao thiếu không được tả thắng trịnh trọng nói nói không chừng còn có thể một lần nữa lên làm bạch hổ đường đường chủ lại một phen an ủi đưa tiễn trương diệp tả thắng ngồi một mình ở trong trướng bồng trầm tư ta đây vì tiện nghi sư huynh tỷ lệ lớn giấu ở thang sơn quân bên trong muốn mượn đao giết người suy yếu thang sơn quân xem ra cũng là hướng về phía thiên cơ lệnh tới vũng nước đục tốt mò cá kinh hồng bang cũng nên nhúc nhích một chút không phải cái này thiên cơ lệnh nhưng là không còn chuyện của ta lại một ngày đêm khuya trần mộc dẫn theo hai con nướng Việt hoang khẽ hát đi vào lều vải đóng giữ đồ ném cho kinh hồng bang trần mộc không tin đối phương có thể nhìn được không động thủ hai hổ tranh chấp tất có một bị thương chỉ cần thang sơn quân thực lực bị hao tổn thăm dò tốc độ thì không cần không giảm bớt hắn thì có càng nhiều khi ở giữa chuẩn bị ác chủ bài mập mạp lên ăn thịt trần một vui tươi hớn hở đem thịt việc nướng ném cho trịnh viên hắn cũng không sợ bị tác động đến tấm kia đóng giữ đồ hắn là từng dở trò thang sơn quân trụ sở bố trí tường tận dân phu doanh bên này cũng chỉ có cái đại khái đồ lộ tuyến trả cho làm giống thật mà giả nếu là ta khẳng định trực đảo hoàng long trước việc thang sơn quân tinh nhuệ dù sao dân phu doanh không có sức chiến đấu chỉ cần qua loa uy hiếp liền có thể lấy về mình dùng ta chỉ cần trung thực trốn ở dân phu doanh địa liền sẽ không bị liên lụy trần mộc hài lòng nghĩ đến đại vượng có bản lĩnh hỏa đầu quân cả đám các hiển thần thông ít rượu củ lạc mang lên thậm chí còn có hai cái rau trộn dưa cải. Vừa ăn uống, một bên tán dương. Vượng A, à, ngươi và cha ngươi đều không thành thật. Tôn ân thất sờ lấy bụng lớn, một mặt cảm thán. Ngũ ca cũng không có nói cho ta biết ngươi lá gan như thế lớn. Tôn ân thất gặm một cái chân vịt thịt, một mặt phức tạp. Xem quân kỹ như không, mỗi ngày chuồng êm ra ngoài đánh thịt trừng, chật chật. Trần một liếc liếc mắt vị này tiện nghi thất thúc, hắn không có nói cho ngươi biết sự tình nhiều, tỉ như ngươi cho hình lão đầu hai lượng bạc sự tình, hắn biết rõ, sẽ không nói. Khụ khụ, Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Tôn ân thất lập tức mặt mo đỏ bừng, lúc trước bản thân thu rồi mười lượng mờ ám tám lạng bạc sự tình, bại lộ à nha. Cái này hai cha con một cái sau một cái tinh. Trần Mộc mang theo một mặt ý cười nằm xuống đất trải lên. Tiện tay quăng hai con nhỏ người giấy bên ngoài canh gác cũng không biết kinh hồng sẽ khai thác hành động gì tập trung tinh nhuệ tấn công mạnh vẫn là mượn nhờ địa thế mai phục hay là xuất động thần bí pháp khí nghĩ tới đây trần mộc không khỏi nghiêm nghị hay là mình thực lực không đủ bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này thấp thỏm chờ đợi giờ phút này kinh hồng ban thượng tần đại khái đã đạt được đóng giữ đồ lúc này khẳng định tại tụ tập cao tầng đoàn kết hợp tác thương nghị tiến công sách lược mặc dù trong lòng bất an, nhưng nghĩ tới bản thân chỉ là nho nhỏ giật giật bút, liền kéo theo kinh hồng ban cao thủ. Trong lòng tóm lại có ít như vậy mừng thầm. Ta vì kia tiện nghi sư đệ, nói không chừng cũng được vì ta ra một nhóm người khí lực đâu. Trần Mộc tốt sư đệ, giờ phút này chính nhất thân áo đen, đứng tại Thanh Sơn huyện Bắc Môn phụ cận trong một khu rừng rậm rạp. Tả đại công tử, ngươi cứ như vậy đem kinh hồng ban đóng giữ đồ giao cho ta thành ý mặt mũi tràn đầy trào phúng, trắng trợn phản bội sư môn, bán đứng kinh hồng ban lợi ích, kim ngộ đoạn mấy năm này liền dạy ngươi cái này. Đó cũng không phải. Tả thắng lắc đầu, đây là ta sư huynh dạy. Thành ý sững sờ, ta làm sao không biết. Ngươi còn có như thế cái không đáng tin cậy sư huynh. Chợt hắn liền tự giễu cười một tiếng. Bất quá chó chê mèo lắm lông, mình cũng không phải cái gì người tốt, hắn chú ý cũng không phải đối phương là phủ định phản bội sư môn. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Vạn nhất bức tranh này là giả đây này. Thành ý mặt không chút thay đổi nói, nếu là lâm vào kinh hồng ban mai phục, ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Tùy ngươi đi. Sau năm ngày chúng ta liền động thủ. Đến lúc đó kinh hồng ban trụ sở trống rỗng, ngươi có thể nói hay không động triều thiên vương, giúp hắn lập xuống phần này đại công cũng không liên quan ta chuyện. Tả thắng nhúng nhúng vai thản nhiên nói. Mượn đau giết người. Thành ý nhíu mày, chợt trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi nghĩ đối phó vị kia thế gia tiểu thư. Suy yếu lực lượng của nàng. Ngươi không muốn sao? Tả thắng liếc liếc mắt thành ý thản nhiên nói. À. Thành ý khóe miệng kéo ra một vệt xâm nhiên lãnh ý, xem ra nàng muốn độc chiếm sở hữu thiên cơ lệnh. Thế gia tham lam tả thắng liếc liếc mắt thành ý, triều phương chẳng lẽ không muốn độc chiếm. Ta không cảm thấy hắn sẽ đem thiên cơ lệnh phân cho ngươi. Để triều phương công kích ti khấu thanh, lưỡng bại câu thương. Cái này đối tất cả mọi người có chỗ tốt, sự tình cứ như vậy chút chuyện, làm thế nào, xem ngươi đi. Tả thắng quay người rời đi, đây là ta cơ hội, có lẽ cũng là ngươi cơ hội hướng ti khấu thanh báo thù cơ hội. Thành ý mặt không cảm giác đứng tại chỗ. Đúng là cái cơ hội tốt. Dưới bóng đêm, một mảnh lá cây bay xuống, thành ý thân ảnh biến mất, chỉ chừa lượng quanh bóng cây.